小声点关。小小明明明小声点。小小男的。哦、小星辰小路灯小内江坡嘛，好，hôm nay sẽ nói về vấn đề G20 và nói qua về cái vấn đề cái hội nghị ở cái hiệp định thương mại tự do. EVFTA và cái hiệp định bảo hộ đầu tư IPA.
Rồi xin chào. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Vâng, cái chương trình hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề, vẫn cái chủ đề của tôi vẫn nói về cái vấn đề coi như là chống cái luận điệu xuyên tạc của bọn bao que thôi. Tức là bọn bao que thì cái tư tưởng của chúng nó là lúc nào cũng là tư tưởng nô lệ, thành công của chúng nó lúc nào cũng hô hào coi nhân dân mình coi như là phò cái tư tưởng coi như phò Mỹ bài Trung. Vâng, vấn đề thứ hai nó tôi nói về vấn đề kinh tế một tí xíu, tức là vấn đề là kiểm hiện nay cái hiệp định cái mà cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ấy, thì là nói chung là cũng có lợi cho Việt Nam nhiều nhưng cũng có nhiều thách thức, thì mình phải kiểm soát chặt chẽ cái nhập khẩu hàng nhập khẩu vào Mỹ. Nhiều khi là mình kiểu cái mang danh cái hàng của mà quả Việt Nam nhưng mà thực tế là mình nhập hàng Trung Quốc về sau đó mình xuất vào Mỹ. Cái chuyện này thì nói chung là đã có sự cảnh báo rồi. Vấn đề thứ ba là chúng tôi tiếp tục nói về cái hiệp định mậu dịch tự do EVFTA và cái hiệp định mà bảo hộ đầu tư IPA. Vâng, thì cái vấn đề này về vấn đề kinh tế thì chắc chị một lát nữa chị Phi Nga, chị là một cái tức là một cái nhà kinh tế, thì chị nói về cái vấn đề này thì nó rõ hơn. Vâng, mở đầu thì tôi sẽ nói trước về cái vấn đề phần 1, tức là cái vấn đề mà phò Mỹ bài Trung. Thì tôi nói với tất cả các bạn là hiện nay á, bọn bao que bên kia thì lúc nào cũng nó cũng hô hào cho mọi người dân Việt Nam coi như là sẽ coi như là biểu tình để mà đòi chính phủ mình coi như hiện nay là phải coi như là theo Mỹ và coi như là bài Trung đi. Đấy là một cái tư tưởng nô lệ và từ thời coi cha ông chúng nó cho đến bây giờ nói chung cái tư tưởng ấy vẫn còn. Tôi nói với tất cả các bạn bây giờ quan hệ dưới tất cả các nước đấy thì đều là những cái tức là quan hệ giữa đôi bên đều có lợi. Mỹ quan hệ tốt với Việt Nam cũng là mục đích của Mỹ thôi, chứ còn thực tế tôi nói với tất cả các bạn là Mỹ cũng chẳng có tốt đẹp gì cả. Vì cái lợi ích của Mỹ ở cái đất nước Việt Nam này thì Mỹ hiện nay thì nói chung là có quan hệ tốt với Việt Nam. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, hiện nay ấy, Mỹ đã chuyển cái trục sang châu Á Thái Bình Dương. Nhưng châu Á Thái Bình Dương thì tôi phân tích với tất cả các bạn thì hiện nay ở bên Đông Á thì là có Nam Triều Tiên và Nhật Bản rồi. Thì một số nước Đông Nam Á, ví dụ một thì ngoài Singapore ra, thì nói chung là khi xét thấy thì chỉ có Việt Nam mình có một vị trí địa lý rất là tốt và để kìm hãm cái vấn đề coi như là phát triển của Trung Quốc. Thì nói chung là Mỹ chỉ dựa vào Việt Nam thôi. Rồi, sẽ mời Giác Sư Bùi lên đầu tiên. Rồi, ok. Đây, rồi, chào em chào anh Bằng nha, chào rồi. Diễn đàn nha. Thì em chính muốn lên đây chia sẻ, nhưng bữa hổm ông Cầm ông phát biểu cái không nói về người khác. Bây giờ chú có vấn đề gì sai, chú hỏi anh. Rồi. Chứ không nói về cái người khác ở trong diễn đàn. No. Em muốn tại nãy giờ anh nói cái vụ mà bên Việt Nam này bị mấy người này xuyên tạc này kia, là cái này đó, em nghe rõ ràng ông Trump ông phát biểu ở trên đài Fox của Mỹ. Ok. Rồi. Ông nói là Việt Nam á lợi dụng Mỹ là còn tệ hại hơn Trung Quốc nữa, anh hiểu không? Rồi là bây giờ này. Ý ông nói là giống như là Việt Nam chơi mánh phé đủ thứ làm ăn á. Mình và làm ăn với Mỹ hay bất cứ Tây phương mình phải đàng hoàng. Là ổng nói cái đúng. Câu đó ra là để cảnh báo Việt Nam đó, ổng còn thương Việt Nam, ổng mới nói như vậy. Cái chuyện này anh nói xuống như này, không phải là ở cái mà ví dụ là cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nghe chưa? Anh có một chương trình anh đã nói rồi, trước kia thì chú cũng biết cái hiện tượng coi như là Mỹ đánh thuế cao ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên về cái vụ mà thép cuộn đó, đúng không? Thì là cái thời đại gian đó là chưa có cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nhá. Thì Việt Nam đã cảnh báo những doanh nghiệp Việt Nam, ở đây không phải chủ trương của nhà nước, đã cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam là không được làm ăn gian dối, thấy chưa? Và chính phủ Việt Nam đã giao cho cái phòng
phòng tức là phòng thương mại và công nghiệp ấy, tức là cái nơi mà cấp cái CO, tức là CO chú biết là gì không, là cấp cái xuất xứ hàng hóa phải kiểm tra thật chặt, ví dụ mỗi cái lô hàng hóa đi đúng không, theo nguyên tắc là bao giờ cấp COCQ, CO tức là cái xuất xứ hàng hóa, cái hàng hóa ở đâu, nhãn mác như thế nào, và CQ là chất lượng hàng hóa. Đấy, nếu mà ai làm xuất nhập khẩu rồi thì biết được chuyện đó. Thì chính phủ Việt Nam đã cảnh báo tất cả các doanh nghiệp. Và hiện nay, kể cả khi ông Trump ông không nói cái chuyện đấy, thì chính phủ Việt Nam mình vẫn siết chặt cái chuyện đấy. Và vừa rồi, chính Thủ tướng Nguyễn Phúc đã chỉ đạo cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỗ ông Vũ Tiến Lộc, mà các chú không biết mà có một số người ở đây biết đấy, đại diện văn phòng của nó là ở trong 171 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sẽ làm rất chặt chẽ cái chuyện cấp chứng chỉ hàng hóa, tức cấp CO, tức là xuất xứ hàng hóa đó. Rồi, cái chuyện này là mình biết mà mình phải làm cho nó tốt. Là những giống như cái ý anh nói là chính phủ Việt Nam có làm chặt chẽ về cái vụ đó để đừng đừng cho xảy ra Đúng, hả? Anh đúng, nói đúng đúng. không? Ok. Nếu 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 mà nếu mà anh nói như vậy, tại sao mà ông Trump ông lại phát biểu lên Đài Phát ông nói như vậy? Tại Ông vì ấy nó cảnh báo Việt Nam. Đấy là cái cảnh báo của ông Trung. Thấy chưa? Đó. Mà cái chuyện này chính phủ Việt Nam anh đã nói thì chính phủ Việt Nam đã biết rồi, đã Tổng tướng đã giao cho cái phòng phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam rồi để mà kiểm tra soát chặt chẽ cái CO, tức là xuất xứ hàng hóa. Rồi, đấy cái vấn đề đấy anh ok trả trả lời xong. Ừ. thì em nói với Việt Nam mình á thì Anh nói với đúng chú ra này, cái vấn đề CO này đấy thì anh nói. Cho nên là bây bây giờ anh bây giờ không cái nói việc với bản thân thân chú nhá, nhưng mà những cái bản thân, ví dụ những cái người mà ví dụ là ghét chính phủ Việt Nam, ghét Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì người ta nói kể cả Tân Thái Bình Dương là ôi phía này là chết rồi, ông Trung ông như này khác rồi. Cái chuyện cảnh báo là chuyện cảnh báo, còn cái chuyện chính phủ Việt Nam mình phải làm chân thật. anh biết ở ở đây ở đây ở bên đây không có ai mà ấy, tại mình ở bên đây thì người ta chỉ có tại tại sao mà vì thằng Tàu nó là cái thằng nó chiếm đất nước Việt Nam mình đủ thứ điều hết, nó muốn làm nó phá hại Việt Nam mình, mà tại sao Việt Nam mình cứ khăng khăng đu nó hoài, anh hiểu không? Cho nên Anh nói với chú như người ta này, nói gì thôi, làm ăn hay anh làm nói ăn với nhưng chú như này, đấy là vấn đề cảnh báo thì ai cũng cảnh báo nhá. Còn cái vấn đề là hiện nay Việt Nam quan hệ với Mỹ, quan hệ với Nhật Bản, quan hệ với lại Trung Quốc, tất cả các thứ trên cơ sở bình đẳng lẫn nhau, chứ Việt Nam không phụ thuộc Trung Quốc mà cũng không phụ thuộc hẳn với Mỹ. mình chỉ cần làm ăn với châu Âu với Mỹ không, mình đủ sống rồi, không có cần Trung Quốc Không như không, này nữa. chú này, Tại anh nói chú nhá, một thằng hàng xóm láng giềng nó to như thế, kinh tế phát triển thì tội gì mình không phải phải coi như là nhưng mà nó khốn nạn, anh hiểu không? Nó khốn nạn, nó lấy đảo của mình. cái chuyện đấy, cái biển đảo thì giải quyết sau. Việt Nam và Trung Quốc hiện nay vừa hợp tác vừa đấu tranh, hợp tác là hợp tác vấn đề kinh tế, còn đấu tranh để lấy vào biển đảo nhá. Cái gì mình á, nó thì nó đút tiền cho mình mượn xong rồi mốt mình không có tiền trả lên nó thì nó ép kinh tế mình, cái đó anh biết rồi, anh có học hiện cao thì nay anh biết cái gì hiện đó. nay Việt Nam nhé, tôi nói trong cơ cấu nợ của Việt Nam, trước với chị Phi Nga chị sẽ nói hiện nay vay Nhật Bản là nhiều, Nam Triều Tiên là nhiều chứ không vay Trung Quốc, Cái nói với chuyện chú bên như thế. trong cái chuyện bên trong Ừ. nhiều khi anh cũng không biết được nữa, nhưng mà không không anh nói nhé, em thấy cái cơ cấu nợ của Việt Nam là công khai nhé, chứ không có giấu giếm. Chú ấy đọc về cái cơ cấu nợ công của Việt Nam nhé, không có ở ở ngân hàng ở các ngân hàng Westbank hoặc ADB hoặc là quỹ tiền tệ quốc tế IMF, chú đọc ở đấy sẽ có cái cơ cấu nợ của Việt Nam như rồi vậy. anh biết cái ba cái đặc khu đó là hàng Trung Quốc nó vô chứ ai, ok, rồi được cái đường cao tốc thì là nó sẽ làm bây giờ, lý bây do giờ tại này sao? bây giờ này anh sẽ nói chú, còn chú thì nói chung còn đây, anh còn đây, hiện nay ba đặc khu chưa triển khai, mà khi ba đặc khu triển khai xem có những công ty nào đầu tư vào đó, và đường công tốc cao tốc hiện nay cũng đang di chuyển, đang chuẩn bây bị giờ coi như đấu thầu ba tám bây đoạn giờ bây giờ thằng Tàu nó rồi, không vô có vậy, xem có Trung Quốc quốc người ta thằng làm Tàu đoạn nào nhá. vậy thằng Rồi Tàu nó không vô vậy ai vô, bây giờ sao chính phủ không minh bạch ra đi? cái chuyện này bây giờ đang minh bạch, bây giờ đang đấu thầu, tháng 2 năm 2020 sẽ có danh sách những nhà thầu, kể cả nhà thầu Việt Nam hay nhà thầu nào người ta làm được công tốc, thì lúc đấy còn anh ấy còn chú đây nhá. Đấy cái vấn đề, ví dụ như bây giờ này, những cái mà đã thực thi rồi, ví dụ cái luật an ninh mạng em chú thấy có em cấm đoán gì không, em nói trước làm kia sao các chú anh phản đối đúng không? mình nói mình mới phải thực tế để cho mình giải quyết cho cái đất nước mình nó được sáng sủa hơn, còn cái gì cái này nói cái gì anh cũng binh hết trơn thì đâu Không, được cái gì. anh nói thực tế, ví dụ như những cái gì nó đã xảy ra rồi, ví dụ như Formosa nó xảy ra rồi đúng không, bây giờ thấy thế nào, Formosa thế nào, luật an ninh mạng thấy thế nào, có bóp mồm bóp miệng ai không,
có đuổi Utut, có đuổi phây không, như là bọn chống cộng cực đoan nó nói không đấy, những cái gì đã xảy ra rồi thì anh nói nó cần đây thôi đúng không đó. Nhưng mà em nói là ba cái đặc khu đừng đừng để cho thằng Trung Quốc, đừng để cho thằng Trung Quốc Tất đưa vô nhiên đó vào. anh nói với chú như này, sẽ có rất nhiều những doanh nghiệp Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Mỹ, rồi châu Âu, cả kể cả Trung Quốc nữa, vì hiện nay mình đã gia nhập tổ chức WTO, còn cái nói chung là mình Ok, không thể là bi đóng bi cửa được, hiểu không? bi bây giờ em hỏi anh nè, ba cái đặc khu đó thí dụ mà bây giờ á người ta vô đó người ta làm cái gì mà được cơ kinh, cái tại sao mà ba cái đặc khu đó quan trọng và tại sao anh có hiểu Rồi, hiểu. Anh hiểu, rất hiểu về đặc khu. không? Nha. Ok, ba cái chỗ đó đó lý do tại sao mà cái đất Việt Nam rất là quan trọng mà được mà đối với những nhà nhà đầu tư anh có hiểu không? Anh nói với chú này, trước khi chú nói về cái đặc khu đấy thì chú phải tìm hiểu đặc khu là như thế nào. Anh hỏi chú bây giờ, ví dụ người ta đặc khu đấy là như thế nào? Ok, bây giờ em nói anh á, cái Ê, Phú Quốc á, để cho em nói anh em cho không cái quan nó điểm của em. tức là nói chung ấy, chung ba đặc khu như thế nào, Anh có người nghĩ ta thằng tại sao người ta thành lập đặc khu? anh có nghĩ tại sao thằng Singapore nó giàu không? Anh có dòng suy nghĩ không? Bây giờ cái thứ nhất á, mười mốt cái thằng Thái Lan á, cái thằng Thái Lan nó sợ mở cái con kinh. Nó không có còn đi bọc ở dưới nữa thì thằng Singapore Anh nó còn bị ăn biết được con trước. kênh ấy tên là gì, con kênh Ok. tên là gì, con kênh còn lại. Là cho nên á, thằng Trung Quốc nó thấy cái ngay cái đó là sáng sủa, nó mới vô đó nó chụp, anh hiểu không? Mình có thể là làm cái trạm cái cảng là mình có thể là ok sửa sửa tàu nè, rồi rồi cái giống như cái cảng dừng chân, anh hiểu không? Vân Đồn cũng vậy, và rồi cái Bắc Vân Phong ở trên kia cũng vậy, mình làm cái cảng dừng chân thôi đó, vậy mình cũng hốt tiền vô nữa, rồi du lịch nữa, anh thấy không? Tại sao mà đất nước Việt Nam mình không bỏ tiền ra vô đó mà để đầu tư vô, mà Anh phải mà nói phải chú này, cho phải 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 cho người ta. chú nói chú biết là đặc khu là cái gì không? Anh hỏi chú. Anh Em nói không có nhá, cần. bây giờ này anh sẽ giải thích cho chú, nếu mà chú hỏi thì anh giải thích cho chú. Đặc khu là một khu kinh tế đặc biệt, chú hiểu không? Ở đó người ta sẽ áp dụng những chính Em sách hiểu. kinh tế, tức là Em hiểu, quản em lý hiểu. kinh tế vào Em những hiểu. đặc khu đó, tức là mình áp dụng mình đấy, nó như là mình áp dụng quản lý kinh tế, tức là những cái chính sách kinh tế rất đặc biệt vào trong những đặc khu đó, Nhưng mà thì là khi áp dụng ở đặc khu đó thì có những thành công và thất bại, chứ không phải thành công 100%. tại Anh sao nói với Việt chú Nam, thế, tại tại sao nên Việt nếu Nam mà ví dụ nhá, anh vẫn nói một điều này, nếu mà thành công thì mình lấy những cái quả đấm kinh tế đó mình áp dụng cho tất cả các khu công nghiệp, các khu chế xuất ở cả đất nước Việt Nam, nhưng mà nếu thất bại chỉ thất bại ở ba đặc khu đó thôi. Anh nói với chú thế, chứ không phải là mở đặc khu ra là thành công cả đâu. Bây giờ cho nên chú đừng có nghĩ là có như là Việt hiện nay tất cả các nước, kể cả Singapore cũng có đặc khu, Thái Lan có đặc khu, bây giờ Indonesia người thành lập đặc khu nhưng lâu mà rồi, mà Việt Nam mình anh nhìn cái thằng Singapore thôi, anh cũng hiểu lý do tại sao mà nó giàu ngày hôm nay là tại vì nó mở cái cảng. Mỗi lần anh có khi nào anh đi cái đường sông không của Singapore phải, chưa? không phải. Anh nói chú này, anh là thằng thủy thủ, anh đi Singapore rất là nhiều, hiểu không? Đó, Thằng anh thấy Singapore cái nó, anh nói với chú này, nó có cái eo biển Malacca, nếu mà Thái Lan đào cái kênh đào Klang là là nó thằng chết chắc, Singapore chết hẳn luôn đúng đấy. vậy. Cho nên ấy, Hiện tại nay sao thằng Singapore nó làm gọi là cái dịch vụ hàng hải về logistics chia rất chính là xác tốt. luôn, chính xác luôn. Cho nên Việt Nam mình á, mà mai mốt khi nó mở cái kinh nó ra là nó đâm qua bên Phú Quốc á, là ngay chỗ đó là rất là thơm, anh hiểu không? Rồi cái ngay vô cái ngay chỗ gì Nha Trang gì đó, Nha Trang Anh đó, nói với chú này, Bắc Quang Phong đó. khi khi đào kênh đào Klai ra thì thằng Thái Lan là thằng hưởng lợi nhất, ví dụ như kênh đào Suez mình hoặc kênh mình đào mình mình cũng hưởng nhiều lắm, Panama, mình cũng hưởng lợi ngay giờ, cũng tại hưởng tàu lợi được ở tàu ở ở bè cái kênh nó đúng rồi, kênh đào tàu đó. bè thì đó. Chú Cho nên chưa không? tại sao mình không đặt cái tiền vô đó để mình đầu tư những cái cảng này kia, mà tại sao mình phải cho người ta lên mà muốn đặt khu để làm cái gì? anh hiểu anh Trời hiểu em ơi, nói không? nó nói về cái chuyện cái đặc khu là như thế nào rồi bây giờ. Ba cái đấy nói chung nói về đặc khu thì một lần nào đó khi chính phủ sẽ thông qua cái luật đặc khu thì chú còn ở đây, anh với chú thì nên nói về cái chuyện đặc khu, vì đặc khu nó nói rất là dài chứ không phải ngắn như Bởi 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 cái thằng Trung Quốc nó đếm túi, nó khôn lắm, cho nên nó mới vừa nó giật nó quất ba cái đó, anh anh hiểu nói không? chú này, là cái đầu óc của những người Việt Nam còn khôn hơn nhá, còn rất quái chứ không phải là đùa đâu.
Đấy. Còn rất nhiều về vấn đề cái nước tại sao cái mình nước đặt cái đất nước ba Việt đặc Nam khu đấy. mình á, đúng ra nếu mà thực sự ra, nếu mà người mà là sáng suốt mà thông minh á, đất nước Việt Nam mình á là rất là giàu, em hiểu không? Nội cái ngành dịch là cái ngành du lịch của mình thôi. Rồi rồi xong rồi bây giờ tới thêm cái hàng hải, du dịch hàng hải nữa. Rồi dầu hỏa mình có nè, cái gì mình cũng có hết mà tại sao mà như vậy, hiểu không? Bây giờ mình phải làm nô lệ cho thế giới là lý do sao? Là mình làm có 5 triệu một tháng à, thế giới nó nhảy vô Việt Nam mình nó làm, anh thấy không? Đúng ra cái xứng đáng Việt Nam mình. Bây giờ em nói là những cái xí nghiệp nước ngoài nhảy vô Việt Nam mình làm, ok, tại sao mà giờ cái giá mà để cho trả những cái người công nhân có 5 triệu thôi. Mình đúng Ai năm ra triệu một mình tháng, ai công nhân 5 triệu một tháng, ok, khi cái người ta trung làm bình, khu công nghiệp, em nói cái anh trung nói bình, nhá, trung bình là bao nhiêu? 6 thấp triệu, nhất là 5 triệu, 7 triệu, còn bay lại cho 7 là triệu toàn luôn. 8 với 10, 10 triệu và phần lớn là hơn những công nhân bình thường. 8 Còn 9 những 10 cái triệu là tăng ca, mà anh nói chuyện gì vậy? Anh nói là khổ cái quá. Thôi gì? rồi, chú xuống đi. Là rồi giờ anh sẽ mời chú lên lại. Rất nhiều người muốn xin lên. Rồi xin chị mời chị Nga trước. Rồi xin chào chị Nga. Xin chào mọi người nhá. Xin lỗi là vì là tôi mặc đồ mắt mẻ cho nên là mọi người biết 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 biết, biết em Vâng rồi, vâng. cho nên đấy. Dạ. Vâng, cái bản khách vừa rồi hả? Thật ra tôi chán cái bản này, tôi không muốn nói Đúng chuyện, rồi. hình như là sắc tơ mùi phải không? Vâng, rất xin lỗi. Cái Có phải nhận là nhận sắc thức tơ mùi của đấy cậu không? ấy kém, đúng không? Đúng không? Cậu này Vâng vâng cậu đúng. nói cậu lúc nào cũng hỏi là tại sao, vì sao, vì sao, vì sao. Mà hình như là đầu óc cậu sang sủa gì hết á. Bây giờ mình nói là vấn đề thứ nhất là cái chỗ mà cái ông Trung ông nói á, bạn này đã xem được hết cái phỏng vấn của Fox Cái Business chưa, hay phốt là mấy cái người và hơi rồi chó được một đoạn thôi hả, hay là bạn này bạn mới lên 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 trên mạng rồi bạn nghe được một câu của ai đó nói của một cái đoạn thôi. Thực ra cái bài phỏng vấn của Fox Business với ông Trump á là nó rất là dài và không phải hỏi về Việt Nam, nghe chưa Bùi, nghe chưa Jackson Bùi hả, có đủ đủ lý do để có đủ hiểu không, có đủ trình độ để hiểu không, để hiểu cái lời nói của ông Trump không. Thực ra là ông Trump ông chửi từ đầu đến cuối, ông chửi kể cả ông Mueller, kể cả bà Merkel, ông chửi hết Đài Loan, ông chửi cả một giây luôn. Thì sau đó cái cô mà phóng viên á, cô mới gài một câu là thế Việt Nam thì sao, thì ông ta mới nói là như vậy. Thì cái bối cảnh á, Jackson Bùi nè, dòng tai lên mà nghe nè, cái bối cảnh của ông Trung nói ở đây á là trong cái điều kiện là CPTPP là đã đi vào thực thi. Bạn có hiểu cái CPTPP là gì không nè? Hả? Có khi cậu cũng chả biết là cái quái gì đúng không? Mỹ rút ra cái đó Được rồi rồi, đó, còn xin. 11 nước đó. Thôi đừng nói như thế thôi, anh bằng để cho tự hiểu thôi. Biết cái CPTPP là gì không? Mỹ đã rút ra rồi đó. Mà chính ra Mỹ là những nước ban đầu khởi xướng và đưa 12 nước vào. Và 12 nước là ai biết không? Để làm gì biết không? Mục đích là dùng quyền lực mềm kinh tế để chặn cái sự lớn mạnh của Trung Quốc. Nhưng mà vì ông Trung năm ngoái tại cái hội nghị APEC là ông Trung đã rút ra. Được chưa? Là một. Vấn đề thứ hai á là cái câu nói của ông Trung á là trong cái bối cảnh đó, tức là cái hiệp định CPTPP đã được ký kết và đã có hiệu lực từ hồi đầu năm. Các nước đã thông qua và đang bắt đầu triển khai. Thứ hai nữa là ngày 30 tháng 6 này là ký cái hiệp định VAFTA, đúng chưa? Của với Liên minh châu Âu. Thì để chị nói cho Jackson Bùi là mở mắt ra nghe chưa? Cái Liên minh châu Âu và Mỹ cũng như Nhật Bản, họ luôn luôn có những cái tính là cạnh tranh với nhau về kinh tế. Đồng Eurozone ra đời là có 19 nước của Liên minh châu Âu tham gia. Mục đích là gì? Mục đích để không lệ thuộc vào đồng USD. Mục đích để làm gì? Để cho các cái nước này gắn kết kinh tế với nhau và đồng thời là tăng cường cái khả năng cạnh tranh để mà tránh cái sự phụ thuộc vào Mỹ và Nhật Bản. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa Jackson Bùi? Thấy chưa? Còn tại sao mà phải chống Trung Quốc? Trung Quốc nó có 1 tỷ tư dân. Vợ nó là một cái công xưởng của thế giới, kể cả NATO, cả Mỹ, cả Nhật đều phải gườm nó hết. Thứ hai á là nó có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, nó không phải là dạng vừa đâu. Nghe chưa? Mà tại sao chúng mày cứ cứ là phải 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 bài trừ gì? Bây giờ chúng mày thử đóng cái cửa cái biên giới thử xem cả hàng loạt nông dân Việt Nam là có phải chết không? Hả? Sao mà ngu thế? Bản thân thằng Mỹ nó hiện nay là nó cũng đang là làm gì? Nó cũng đang là tìm cách á, là nó vẫn phải lấy
Sáng nay này, ta mới đọc cái tờ báo này ở tại Osaka này, cái tin này, ông Trung vừa mới chửi cái các nước xong á, thì hiện nay là lại khen trở lại tất cả các nước. Đồng thời người ta đang hy vọng là cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tập Cận Bình sắp tới nó sẽ mở ra một đấy, mà tao nói cho bác Jackson Bùi nghe, cái cuộc chiến tranh thương mại này nó đang đánh túi vào túi tiền của chúng mày đấy, nghe Jackson Bùi nghe chưa, đang tính ra là một năm á, là chúng mà gia đình, một gia đình Mỹ sẽ mất khoảng 800 đô la nghe chưa, chưa kể á, là 500 công ty Mỹ vừa rồi đã gửi thỉnh nguyện thư cho ông Trump, yêu cầu là ông Trump hãy giảm cái thuế đấy lại hoặc là hoãn thi hành hoặc thi hành như thế nào đấy, hiểu chưa, hiểu chưa hả? Đấy, tao mượn lời ông Hồng Kiều tao nói cho mày biết nghe chưa, mày cái gì mày khôn hơn người ta cái nữa. Còn ông Trung á, ông nói cái câu này á, sau cái câu nói đó thì cái con thì ông có nói là à, Việt Nam bây giờ đang mua than ở cái bang Virginia đúng chưa? Đó, thì để tao nói cho mày nghe này. Hiện nay Mỹ là đang có một cái thị trường, tao nói Việt Nam này, Việt Nam hiện nay á là có khoảng gần 100 triệu dân. Cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện nay á là khoảng làm một năm á, nó tăng lên khoảng Ngân hàng Thế giới nó tính á, và IMF á, ta mới xem cho số liệu buổi chiều này, họ tính là một năm tăng lên khoảng 1,5 triệu người, với dân số là 100 triệu dân, một cái thị trường dân số rất là lớn và rất là béo bở, trong đó á, là có cái gì, có cái số dân á, là số dân da trẻ trẻ hóa là gần 70% đó, được chưa? Thứ hai nữa là tính đến VKB và IMF tính rằng là đến năm 2022 á thì cái số trung lưu của Việt Nam á đạt chuẩn quốc tế là đạt lên tới 33 triệu, nghe chưa rắc sân bụi, nghe chưa, đây là một cái thị trường béo bở. Mỹ á là rất muốn bán cái gì cho Việt Nam, thịt bò là một, thịt heo là hai, thịt gà là ba đúng chưa, thứ ba nữa là ngô bông và cái gì nữa, đậu nành, đó là những thứ là Mỹ rất muốn bán cho Việt Nam, nghe chưa mày. Thứ hai nữa, khi vì sao ông Trump ông phát biểu câu này, ông phát biểu câu này là ông muốn nhắc nhở Việt Nam là à, anh có ký cái hiệp định VAFTA thì anh phải nhớ đến bạn Mỹ đây nha, tại vì là sao, mày nên nhớ là cái liên minh châu Âu á, nó có cái công ty Airbus cũng giống như Boeing, hai thằng đấy không đợi trời chung, nghe chưa, nghe chưa rắc sân bùi, nó tạo cái đại bản doanh của Boeing á là nằm ở Seattle, còn đại bản doanh của Airbus á là nằm ở đâu, nằm ở Toulon Long Pháp đúng chưa. Cái Airbus đó là gồm bốn công ty của bốn cái cổ phần của bốn công ty lớn của Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Đức đúng không? Còn cái Boeing á là của hãng Boeing, trong đó để tao nói cho mày nghe này, vừa rồi á là ông Trung á là đã bán cho Việt Nam được 110 máy bay. Tuy nhiên cái dòng Bắc mà 747 Max à, đó tôi không nhớ lắm, có thể tôi sai hoặc thể tôi đúng nhá, riêng tôi nói về cái vấn đề này có thể là tôi quên mất, thì nó đang có vấn đề. 787 Nhưng mà Việt Nam chúng ta á, Việt Nam chúng ta có thể bạn nào bạn nhắc dùng tôi ở dưới cũng được, có thể là vì tôi không nhớ hết được, có quá nhiều dữ liệu đúng không. Cái dòng máy bay đấy á, là Việt Nam mua, nhưng mà hiện nay tất cả các nước là khen sổ hết cái hợp đồng đấy, mà tao nói thẳng với chúng mày á, cái máy bay, cái 100 cái máy bay nó tạo ra cả vạn việc làm luôn. Vì sao, nó lôi kéo đến những cái dành phục vụ giờ không không phải là Seattle mà ở các cái bang khác nữa, rồi những cái công ty của Boeing nằm ngoài quốc gia, được chưa? Nhưng mà Việt Nam chúng ta không khen tô cái đó mà vẫn để cho nó hiệu chỉnh. Mà mới đọc á, là vừa rồi á là cục hàng không dân dụng của Mỹ á, là cũng phát hiện ra là nó còn có sai sót một cái nữa. Còn Airbus hiện nay cũng rất muốn bán máy bay cho Việt Nam, bằng chứng á là Việt Nam Airlines dùng cái hệ cái Airbus rất là nhiều đúng chưa, Bamboo và Green á là cũng dùng những cái đó đấy. Mày mày nên hiểu nhá, ông Trung rất cần cái thị trường Việt Nam, nghe chưa mày, nghe chưa thằng Jackson Bùi. Tại sao mà mà lúc nào cũng cũng nói là mày mày mới nghe cái bài phỏng vấn có một cái thôi, một đoạn thôi, mà do cái con ông không nói về Việt Nam là do cái con bé phóng viên đó nó gài vô hai câu, nghe chưa, được chưa đó. Rồi Vâng, á vì sao ông thưa không chị, nói là như vậy, tôi thứ cũng có hai một là tin nữa, tức là ông hôm nay tại tại Osaka, Nhật Bản ấy, thì đến mình nó đã hết mua này, coi như 3,5 để nó tỷ giải thích khí cho hóa cái lỏng. đã, phản Vâng. biện hết cái chuyện này đã. Alo, Rồi, tôi nghe. không, để em nói hết cái chỗ Nghe rõ tại chị. sao ông Trung mới lo lắng. Tại vì khi mà Vâng, vâng. cái hiệp định với Liên minh châu Âu này á, là thịt bò của Mỹ sẽ bị thịt bò của châu Âu, Pháp là nó cạnh tranh, thịt gà, thịt heo tại các thị trường của các nước châu Âu
nông nghiệp của châu, đúng không? Nó cạnh tranh. Chưa kể cái hiệp định CPTPP là Úc và New Zealand đó, là cũng cái thịt bò của nó rất là nhiều. Được chưa? Cái này là chẳng qua là ông Trump thì biết rồi, tính khí ông ấy là rất là lấy, ông nói nhưng mà ông nói là ông chỉ ông nói, nhưng mà cuối cùng mày thấy cái cuối cùng là cái câu phỏng vấn, mày đã nghe hết cái câu phỏng vấn chưa? Cái bài phỏng vấn đấy thì người ta cái con phỏng là ông có đóng thuế không, thì ông đâu có nói gì đâu. Đánh thuế Việt Nam không thì ông đâu nói gì đâu. Có nghĩa là gì? Đúng. Cái câu đó của ông Trump đây á, đương nhiên ông phải đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hết. Thứ hai là thông qua đây ông mới bắn đi một mũi tên, hai hai mục đích. Một á là ngăn chặn cái việc mà Trung Quốc là đội lốt hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Nhưng mà cái mục đích thứ hai ông cũng muốn nhắc nhở Việt Nam là đừng có quên Mỹ, đừng có quên Mỹ mà mua hàng của Mỹ đi, và mua cái sản phẩm của nông nghiệp của Mỹ đi, cũng như mua các cái sản phẩm khác mà Mỹ rất cần bán cho Việt Nam. Và hiện nay là sẽ phải cạnh tranh với lại EU, ví dụ như là cái dòng máy bay, ví dụ như thịt bò, thịt gà, ví dụ như đó, tôi nói như tôi nói sữa, ví dụ như đó, các sản phẩm sữa, đúng không? Than đá nữa, này châu Âu sản xuất than đá nhiều lắm nhé, nghe chưa? Đấy, mà những cái bang này á, là những cái bang á, là của những người mà ủng hộ ông Trump, đúng chưa? Bang á, là đảng viên của Đảng Cộng Hòa ở đó rất là nhiều, mà rất cần cho ông ấy. Chẳng qua là cái này là ông nhắc nhở thôi. Còn cái việc á, tại sao mình còn ấy Trung Quốc, ấy Trung Quốc, mày nên nhớ là Trung Quốc á, là cả một công xưởng của thế giới. Trung Quốc là một cái công xưởng thế giới. Cái Apple của mày á, nếu mà không sản xuất ở Trung Quốc á, mà mang sang Mỹ nó bán nó lên tới 5.000 đô một chiếc, đúng không? Ai mua, đúng không? Đó, tất cả các nước trên thế giới. Thực ra trong cái hội nghị G20 này này, người ta nín thở, người ta nói là thực ra ta không gọi là G20 nữa, mà người ta gọi là G2. Vì sao? Bởi vì người ta nín thở cái để người ta chờ đợi cái việc mà cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ Trung xem hai bên là xung đột như thế nào. Mà đấy, tao nói cho mày biết đó, nếu cái cuộc chiến này xảy ra, nó đánh vào túi tiền của người tiêu dùng Mỹ, nói thẳng một câu như thế. Còn cái việc và về cái chỗ bà mà đặc khu thì bây giờ đã thông qua chưa đâu, mà giả sử thông qua thì đã sao nào, cái chỗ nào nói là cho Trung Quốc Đúng. vào, mà sao mày phải dạy thôi thế đó hả? Thằng kia mày 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 đầu óc của mày hơn cả là IMF à, hơn cả WB à, hơn cả các giáo sư đại học Harvard à, của Tokyo, nó đang tham mưu chính phủ Việt Nam đây à, mà chính phủ Việt Nam ngu đến mức mà coi như là Trung Quốc vào à. Thứ hai là cái cảng ra là mình cũng nghe là trên coi như là nồi hơi nồi chó thôi, nồi hơi nồi chó thôi. Cái cảng ra không dễ chi để mà làm nhá. Vì sao? Nó sẽ chia Thái Lan nó làm hai phần, đúng chưa? Và cái phần ở phía dưới là gì, cái nơi đó là IS rất là nhiều đó, là tự nhiên là Thái Lan sẽ bị chia cắt hai phần, chưa chắc là được. Thứ hai là cái kênh đào Kra này á, là nó là 50 tỷ đô la, chính phủ Thái Lan chưa chắc đủ tiền để mà làm kênh đào, mà nó nếu nó muốn triển khai nó chỉ rất là nhiều năm, được chưa? Đấy rồi, còn một cái nữa, bây giờ giờ tao nói mày này, cái chỗ Singapore à, mày chẳng hiểu cái quái gì về Singapore cả. Đã đi Singapore bao nhiêu lần rồi hả, biết được gì không? Cái Singapore làm giàu là nhờ cuộc chiến tranh của Việt Nam, nghe chưa? Bây giờ nhắc lại đó, nhắc cả trăm lần đấy cho mày thấy á. Nam Triều Tiên cũng thế, Việt Nam mới mở cửa từ năm 94 phải trả nợ cho Việt Nam Cộng Hòa nhá, đến năm 97 bắt đầu mới bắt đầu, mà nói cho chính xác á, là bắt đầu từ năm 2000 mới bắt đầu làm, thì mới có 19 năm thôi, nghe chưa? Rắc sân bụi. Còn Singapore á, là nó cái cảng của nó không phải là nó nhìn thấy thế, nó sẽ là vì do cái vị trí địa lý của nó tại đó, cho nên là cái nó có một cái nó gọi là cái eo Malacca, cái eo biển là Malacca mà tất cả các tàu thuyền phải đi qua, cho nên nó được hưởng lợi từ cái chỗ đó. Nó phát triển dịch vụ logistics, nó phát triển các cái dịch vụ về về tàu biển. Và ngoài ra mày không hiểu à, Singapore nó là một cái trung tâm tài chính của thế giới, và Singapore cái ban đầu giàu giàu được để mà phát triển kinh tế là nhờ vào chiến tranh Việt Nam, nghe rắc sân bùi nhá, 70 tỷ đô la và máu và nước mắt của người Việt Nam đấy, nghe chưa? 70 tỷ Việt Nam bây giờ là mấy trăm trăm tỷ đô đấy nhá, là để cái vốn ban đầu để cho Singapore từ một cái làng chài mà phát triển lên như thế, nghe chưa? Chứ không phải lấy đâu, chứ Việt Nam ai cho đồng nào không hả, trong khi là phải trả 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 lại cái phần 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 nợ của Việt Nam Cộng Hòa nhá, cái phần mà đền bù chiến tranh của người Nhật cho Việt Nam những năm 45 mà gây tai nạn chết đó, thì Việt Nam chúng mày chia nhau ăn hết đấy, thấy chưa? Được chưa? Và tại sao lúc nào mày cũng hỏi là tại sao Trung Quốc là thấy theo chỗ nào nói là lấy. Còn cái việc phát triển đó, giả sử phát triển bây giờ người ta không gọi là đặc khu kinh tế, thực ra người ta gọi là cái vùng kinh tế đặc biệt,
Hiện nay Quốc hội cũng chưa ra mà cũng chẳng có điều khoản nào nói là cho Trung Quốc cả. Được chưa? Đúng không? Mà Việt Nam người ta cũng quá sức, người ta nhìn thấy là tại ba cái điểm đó thì người ta sẽ phải phát triển cái gì. Không đến đời đó lượt cái đầu của mày, mày về mày dạy khôn. Mà ta nói chuyện với mày ta rất là chán. Lần trước ta nói rất là lịch sự nhưng mà thấy nhiều lần rồi đó. Cứ lên là hỏi là tại sao, tại làm sao Việt Nam. Còn Trung Quốc à, Trung Quốc nó là một con hổ thực sự đấy. Kể cả NATO, kể cả Mỹ, kể cả tất cả nước nào cũng phải gươm nó đấy. Chứ không phải là không đâu. Mà tại sao mày cứ phải thích là bế quan tỏ cảm với Trung Quốc làm gì? Trong khi Việt Nam đang cân bằng cái lợi ích của các nước, đúng chưa? Đấy, chính bố Mỹ mày rút ra khỏi cái TTP mà sau này nó biến thành CTTP đó. Đấy, bây giờ ông Trung ông đang cảm thấy ông hối tiếc đấy. Được chưa? Đó, rồi, ta chỉ nói từng đó thôi chứ nói nữa thì cũng mệt quá, để cho người khác lên nói. Còn đắc đắc sưng bùi hả? Thôi đừng nói chuyện nữa, đây ngồi dưới nghe đi, đừng lên nói nữa. Nói nữa người ta cười chết đấy, nghe chưa? Đúng không? Người ta cười cho là vì sao biết không? Bạn ở bên Mỹ không có tiền để đi về, còn cái khu vực đó không có tiền để về. Về Việt Nam đi, kiếm tiền về Việt Nam xong đi các nước Đông Á xem nó hơn Việt Nam ở chỗ nào nhá. Xem Thái Lan đó, cái bố Thái nhà mày đó, 700 năm không có chiến tranh. Đó, cho Mỹ thuê căn cứ quân sự này, rồi là cho Trung Quốc là thuê căn cứ của quân bốt này, để đánh người Việt Nam này, để lấy tiền phát triển kinh tế này. Đấy, được chưa? Còn cái bài phỏng vấn ấy là Giác Sơn Bùi cũng đảm bảo chưa nghe mà nghe chắc cũng chưa chắc đã hiểu nữa đó. Một cái bài phỏng vấn của ông ấy rất là dài, và ông Trung á, là chỉ có hai cái câu là do cái con bé nó gài vào. Và ông chửi tất cả mọi người. Ông chửi tướng Mueller, biết Mueller là ai không? Thế, biết Mueller của chúng mày là ai không? Ông chửi tướng Mueller xuống cho tới là coi như lấy. Và chiều nay á, thì là có một cái bản tin á, của Reuters á, nó nói là coi như là ông mới chửi hôm qua xong bây giờ ông lại khen lại tất cả các nước. Được chưa? Đấy, được rồi, thôi em nói từng đó thôi, cũng mệt lắm rồi. Mà Giác Sơn Bùi nghe thôi, đừng lên nữa đi, lên họ cười cho đó. Ngồi dưới đi, ngồi dưới nghe đi. Nhá. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, anh mời Công Lý. Sau đó xem anh Phú còn đây, anh sẽ mời anh Phú. Nói chung là đầu óc của những cái... Dạ vâng. Em chào anh Bằng, em chào anh các chị. Vâng. Mức độ thế thôi. Em không định lên, nhưng mà vì ông Giác Sơn Bùi này, ông ấy nói những cái mà nó ngu quá. Không muốn xúc phạm ông đâu, nhưng mà nghe nó cứ như trứng côn hơn vịt. Tôi nói, em nói cho anh Bằng với tất cả mọi người, nói thật với anh là cái riêng cái Giác Sơn Bùi này, nó là một trong những cái thằng đệ tử ruột, không phải đệ tử nhưng mà nó fan của Tân Thái Benny Trương, và cái đầu óc suy nghĩ của chúng nó y hệt nhau, đều là muốn Việt Nam mình là mâu thuẫn chiến tranh với Trung Quốc. Thế thôi, chúng nó biết là bây giờ chúng nó không đủ cái lực lượng, không đủ làm gì, không thể phụ thuộc vào Mỹ nữa, để mà gọi là không nhờ được Mỹ để đánh được Việt Nam nữa, thì bây giờ chúng nó muốn kích động lòng dân của Việt Nam mình để đánh nhau với Trung Quốc. Và khi Trung Quốc đánh nhau, đương nhiên là chúng nó thừa lúc đục thả câu. Các cái bài nó cũ và xưa lắm rồi. Thế còn ông Giác Sơn Bùi ạ, ông lo cho Việt Nam, không biết ông lo thật hay là gọi là ông lo đều. Này, chính phủ Việt Nam, các lãnh đạo Việt Nam, người ta khôn gấp 10 lần ông rồi. Người ta làm cái gì, người ta có cả cái ban bệ, bàn đi lên bàn xuống, có các cái chuyên gia người ta phân tích lợi hại người ta mới làm, chứ không phải như mấy ông ba sọc các ông mẹ chỉ suốt ngày nói Việt Nam bán cho tàu rồi, Việt Nam mở cửa cho Trung Quốc đi vào 180 km rồi, tràn ngập người Trung Quốc như cái Benny Trương. Mấy cái thằng ngu như các ông thì nói thật không làm gì ăn gì nổi đâu. Và ngay như ông Hoàng Duy Hùng ông đã nói rồi, cộng đồng Việt Nam ở bên hải ngoại nó như một đống cát ấy. Mà cát thì nó không có sự liên kết, nó chỉ là từng hạt riêng rẽ với nhau, mà là một đống đất. Cho nên mà các ông nói càng ngày càng ngu. Việt Nam người ta mở ba đặc khu kinh tế, là đấy là một cái mô hình người ta phát triển để thu hút, làm một cái cơ sở hạ tầng, các cái chính sách bứt phá để kêu gọi những con đại bàng nó vào đấy, nó làm tổ, nó tạo thành một cái khu công nghiệp cao. Người ta vào đấy nó phải có những cái tiêu chuẩn nhất định thì mới cho vào, chứ không phải cái thằng rẻ rách nào cũng đòi muốn vào đâu. Mà chả phải Trung Quốc, bất kỳ thằng nào có tiền đủ công nghệ vào, ok, Việt Nam welcome hết. Chả phải là Mỹ hay là Nhật thì mới welcome, mà kể cả Trung Quốc, mày đủ trình độ, mày đủ khả năng, tao cho mày vào. Mày vào mày, tao phải kiểm soát, mày vào nhà tao chứ không phải mày vào nhà mày đâu, mà mày muốn làm gì thì làm. Nếu không tao tống cổ mày đi ngay lập tức.
những cái đặc khu này, những cái chính sách nó bứt phá để thu hút những cái con đại bàng nó vào, nó làm tổ, nó tạo nên một cái sự bứt phá cho một cái khu vực. Nên ông nhìn Hồng Kông hoặc là ông nhìn Thẩm Quyến xem nào. Mẹ bây giờ bên Mỹ của các ông nhìn hai cái khu ấy, cái Little Sài Gòn của ông mà nhìn Hồng Kông với lại Thẩm Quyến thì gọi là khác gì là nông thôn với thành thành thị. Ông nói câu mẹ ngu và là bây giờ mình phải nói cái đi. Đúng rồi. Cái đặc khu Thẩm Quyến ấy, một năm của nó là GDP của nó là 280 tỷ đô la, tức là vượt Việt Nam, tức là nó hơn Việt Nam về cái GDP riêng cái đặc khu Thẩm Quyến. Và còn và còn mấy cái ông ba sọc Benny Benny chột với thằng Tân Thái ấy, nó suốt ngày nó ra giả, nó bảo là đường cao tốc Bắc Nam là do Trung Quốc làm, Trung Quốc cái mà cha mà chúng mày ấy, Việt Nam thừa sức để mà làm ba cái đường ấy, và bây giờ có hơn 10 tập đoàn trong nước đang yêu cầu đầu tư gì đó, thậm chí kể cả những cái tập đoàn nước ngoài. Nhưng thủ tướng đã nói là ưu tiên cho người nước ngoài. Doanh nghiệp bây giờ Việt Nam. Việt Nam mình gia nhập các tổ chức thế giới rồi, mình phải công ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam. Ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam. Có nghĩa là khi mình đã gia nhập các tổ chức thế giới thì mình phải công bằng. Thằng nào nó cũng đều có quyền vào đấu thầu, nhưng mình ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước. Nhưng mà không loại trừ tất cả các doanh nghiệp trên thế giới, từ Đức, từ Nhật, từ Hàn Quốc, kể cả từ Mỹ, từ Trung Quốc các thứ vào và người ta đáp ứng. Vâng. Người ta đáp ứng được đủ các cái tiêu chuẩn kỹ thuật và người ta bỏ thầu giá rẻ là người ta trúng thầu, đơn giản vậy thôi. Ông chơi một cái thị trường phẳng, chơi một cái thị trường thế giới mà ông thì cứ muốn bo bo. Tại sao ông cho thằng Đức vào, tại sao ông cho thằng Nhật vào, cho thằng Mỹ vào, tại sao ông không cho thằng Trung Quốc? Trung Quốc mày sang đây mày muốn làm với tao, mày phải theo tiêu chuẩn của tao, chứ không phải là mày làm gì được. Người Việt Nam phải thuê giám sát quốc tế, một cái con đường rất là trọng điểm của quốc gia, không phải là cái con đường làng mà người ta làm vớ làm vẩn được đâu ông Jackson Bùi ạ. À, mẹ người Việt Nam bây giờ khôn, các ông nói thật cho các ông ruộng móng rồi, các ông đi hải quân mà cái trình độ của ông nó quá kém về kinh tế, nói chung là mẹ còn quá kém hơn mấy cái thằng trẻ con ở trong Việt Nam. Tôi nói thẳng cho các ông biết, cứ mở mồm lên là Trung Quốc với Trung Quốc, cái Trung Quốc thì là cái gì? Trung Quốc nó là một cái thị trường mà thằng Mỹ còn thèm dò dãi ra này, Việt Nam mình áp sát nó. Ông có bê được Việt Nam ra khỏi sát khỏi Trung Quốc không? Mẹ Trung Quốc nó là một cái thằng đại ca, nó chuẩn bị thay thế Mỹ, cho nên Mỹ cuống cuồng lên đang phải tìm cách để hạn chế nó đấy. Chỉ cần độ tầm 20 năm nữa vượt kinh tế Mỹ. Mẹ Trung Quốc Mỹ đang run cầm cập vì tìm cách để đè nén nó. Thì bây giờ ra mình ở cạnh nó thì mình chơi với nó, mình vui vẻ với nó không hơn à? Không hơn đánh nhau với nó à? Mẹ quân của nó 1,5 tỷ, kinh tế nó mạnh gấp bằng 100 lần Việt Nam, trứng chọi đá à? Sao ngu thế? Ông cắt bông ba sọc lúc nào cũng chỉ là kích động để cho nhân dân Việt Nam ghét Trung Quốc. Nói thật, về lịch sử thì Việt Nam mình ấy không ai nói ai đâu, nhưng Việt Nam mình cũng ghét Trung Quốc, nói thẳng ra như thế. Nhưng ghét là ta để trong lòng thôi, còn ta chơi với nó là ta chơi bằng kinh tế. Mày, tao nhập được cái hàng nguyên liệu của mày về rẻ, ok, tao chế biến được ra những cái hàng rẻ, tao lại xuất ngược sang bên Mỹ, ta xuất sang châu Âu, ta xuất sang bên Hàn Quốc hoặc bên Nhật, ta thu tiền tươi tóc thật về. Thế bây giờ tao nhập một cái nguyên liệu của thằng Nhật về. Rồi, dễ sung rồi. Vậy thì cái đường coi như là cái đường sắt trên cao coi như là Bến Thành, Suối Tiên, nó còn tổng chi phí nhá, cái đầu tư nó còn lớn bằng vạn cái đường sắt Cát Linh Hà Đông. Do Nhật đầu tư đấy, vậy Việt Nam không mở mắt rồi à? Mà cái gì cũng buộc về Trung Quốc hả? À? Thực ra anh ơi, bọn này nó cứ, em đã nói bọn này nó cứ muốn kích động giữa người dân Việt Nam là phải căm thù Trung Quốc để cho mình chiến tranh. Em nói thật, cái ngoại giao của mình là cực kỳ khéo léo, em đã nói rồi, mình không bao giờ có chuyện chống lại Trung Quốc, mình không bao giờ chống lại của Mỹ. Tay trái mình nắm Trung Quốc, tay phải mình nắm Mỹ. Trong cái thời Trung Quốc với Nga nó mâu thuẫn mà mình vẫn còn ngoại giao được với Nga và Trung Quốc. Trong cái thời mà bây giờ bản thân nhá, Trung Quốc với Đài Loan nó đang là rất là gọi là thù địch với nhau, nhưng mình vẫn có ngoại giao với Đài Loan, vẫn buôn bán với Đài Loan rất nhiều. Trong khi nói Trung Quốc, mình vẫn là gì? Mình vẫn là tôi ủng hộ một nước Trung Quốc. Đấy là vì đơn giản Việt Nam cực khôn. Chúng ta đang tranh thủ Đài Loan cái thời cơ này. Chúng ta đang tranh thủ cái thời cơ này để chúng ta hợp tác với tất cả mọi nước để chúng ta làm giàu, đơn giản vậy. Mẹ, khi Việt Nam tăng tốc lên đầu người, thu nhập đầu người đủ 20-30%, có tiếng nói thực sự mạnh trên thế giới, lúc đó nó sẽ khác.
Còn bây giờ chúng ta đang nghèo, chúng ta đang yếu, chúng ta cần phải tranh thủ ủng hộ của mọi nước, tận dụng mọi nguồn lực của xã hội để phát triển. Chúng ta không có ghét bỏ ai hết, ai cũng là bạn. Chúng ta ghét chiến tranh rồi, chúng ta yêu hòa bình. Và bây giờ tất cả là bạn của đất nước Việt Nam. Ông Jack Sơn Bùi ông nói như thế nhá. Còn phân tích các cái gọi là các cái số liệu kinh tế thì đối với ông Jack Sơn Bùi nó quá cao siêu, ông không hiểu gì đâu. Cho nên chị Nga chị đã nói rồi, em chỉ nói đơn giản rằng ông đừng có xúi dại người dân Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam người ta khuôn gấp tỷ lần các ông thì mới đánh thắng được các ông chứ. Mẹ đánh cho các ông tụt quần bỏ chạy ra. Chứ còn nếu như Việt Nam mà lại ngu thì gì? Năm 1979 khi mà Việt Nam đánh Campuchia, cả thế giới nó cô lập. Cả thế giới cô lập, các nước Đông Nam Á cô lập, trừ một số các cái nước xã hội chủ nghĩa. Cả Trung Quốc nó cũng cô lập, Mỹ cô lập, nhưng Việt Nam vẫn đứng vững. Mà trong cái ngày đó, cái bọn chống cộng nó còn điên cuồng hơn, cái thằng Hoàng Cơ Minh nó còn điên cuồng hơn, nó về Thái Lan để nó lập, để nó chống phạt. Nhưng làm sao chống được? Còn bây giờ cơ đồ của Việt Nam tầm này rồi, thì các ông mơ hồ lắm. Ông Jack Sơn Bùi ạ, tôi nói cho ông biết, tôi biết ông là gọi là fan của Benny Thái, và ông mà còn nghe của Benny Thái, Benny Trương với Tân Thái thì đầu ông càng ngu, càng ngày ông càng lú lẫn ra. Tôi nói ông biết, ông hãy nghe anh Bằng này, ông hãy nghe những người thực sự có trình độ này thì ông mới biết. Còn ông yêu gì Việt Nam, yêu cái gì? Ông yêu Việt Nam mà những cái tin xấu Việt Nam thì ông vỗ tay à? Còn về cái tin tốt Việt Nam thì các ông tìm mọi cách để các ông dìm dập, các ông nói xấu đủ kiểu. Cái xe ô tô VinFast thì cái thằng Khoa Khắm ở bên Đức ấy, mẹ cái thằng cha mất dạy ấy, nó tìm mọi cách để nó bảo là VinFast gọi là mua công nghệ lạc hậu lỗi thời của Đức. Nên nhớ rằng VinFast vừa nhận chứng chỉ đạt tiêu vượt tiêu chuẩn của châu Á nhá, mà do Hàn Quốc cấp. Và VinFast đã gửi 20 ô tô đến 20 quốc gia, kể cả Đan Mạch, Thụy Điển, châu Âu và kể cả châu Mỹ để thử nghiệm, và tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Ông nên nhớ như thế. Và tôi tin rằng chỉ trong vòng 3 năm nữa thôi, ô tô VinFast sẽ chạy ở trên đường bôn xa của các ông. Tôi khẳng định với ông, nếu như chậm lắm thì đến năm 2025, nó sẽ chạy đầy đường VinFast, nó sẽ chạy đầy đường bôn xa cho các ông biết. Đấy. Còn các ông xuyên tạc cái, các ông làm gì, không bao giờ làm gì được đất nước Việt Nam đâu. Nói thẳng cho như thế. Vài cái thằng gọi là ba sọc vừa ngu vừa dốt, vài cái thằng dân chủ cuội suốt ngày ca thán ham ăn lười làm, nó chỉ là những con sâu mà Việt Nam không thích đập, cho chúng nó vo ve con ruồi. Chứ chính phủ Việt Nam mà thích đập, đập Pháp chết ngay. Vẽ lên cái mấy cái thằng Pháp nó mạnh như thế mà Việt Minh người ta còn gậy tầm vông, người ta đi bằng thồ, xe thồ, người ta còn đánh thắng như ba cái thằng dân chủ cuội chúng mày. Mà Việt Nam người ta sợ gì? Nhưng chẳng qua người ta gì, chúng mày chưa làm gì ảnh hưởng đến cái nền an ninh này thì người ta vẫn cho sủa. Thế thôi. Còn khi mà chúng mày phạm tội rồi đó, thì chính phủ Việt Nam này cho vào tù ngay. Thế thôi, em xin nói thế thôi. Em xin chào anh Bằng, tất cả mọi người. Rồi xin chào quý vị. Nói với tất cả các bạn nhé, bây giờ Việt Nam mình ấy, thì nói chung bây giờ mình quan hệ Trung Quốc thì là mình đã ký kết với Trung Quốc những cái hiệp định thương mại rồi, thì bắt buộc là ví dụ là mình phải có sự trao đổi hàng hóa. Thì bây giờ tôi nói ví dụ như các bạn, ví dụ ngay trong thời gian vừa rồi ấy, cái mực nhá, mực mà quả ngư dân miền Trung đánh ở ngoài biển sau đó phơi khô đưa về, thì hiện nay Trung Quốc người ta nói là bây giờ người ta trước kia thì đều nhập theo cái con đường coi như là tiểu ngạch. Nhưng bây giờ Trung Quốc không cho nhập con đường tiểu ngạch về mực nữa, mà phải nhập con đường chính ngạch. Nhưng mà nhập con đường chính ngạch thì là mình phải đảm bảo chuyện nọ chuyện kia, tất cả các thứ tiêu chuẩn xuất xứ hàng hóa thế này thế khác. Thì bây giờ các bạn thấy không, mực miền Trung hiện nay đang coi như là đang mắc kẹt đấy. Tôi nói với tất cả các bạn, cho nên là cái chuyện mình quan hệ với lại Trung Quốc và quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở đôi bên đều có lợi đấy. Cho nên là mấy thằng ba que chúng nó có biết một cái gì đâu. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, nếu mà hiện nay mà ví dụ như Việt Trung Quốc chỉ cần coi như là cấm cửa biên giới, đóng cửa biên giới cỡ khoảng độ một tuần hoặc một tháng thôi, là nền kinh tế Việt Nam như thế nào đấy. Rồi anh đang mời Dũng ấy. Cho nên là nói chung là mấy thằng ba que nó chỉ muốn coi như là kinh tế Việt Nam còn tụt lùi, đời sống nhân dân càng ngày coi như là càng đói đi. Càng đói thì nói chung là lòng dân thì thấy đảng lãnh đạo, chính phủ và nhà nước lãnh đạo mà để cho dân đói chẳng hạn, nền kinh tế tụt lùi thì nói chung là dân nổi dậy thôi. Đấy là cái âm mưu của chúng nó.
Rồi, rồi đã kết nối Dũng ơi. Chào anh Bằng. À, mọi người rồi, trên diễn đàn nghe thấy không anh? Rồi, nghe rõ. À, vâng. Ê, tất cả những cái vấn đề đồng Rắc Sơn Bùi vừa xong nó hỏi mọi người đều giải thích hết rồi. Chị Nga thì giải thích về kinh tế, anh bạn vừa xong thì nói về cái thái độ trong nó. Có một câu hỏi nó hỏi là tại sao người Việt Nam mãi nghèo, thì một phần yếu tố nghèo ấy thì phải hỏi lại ngược lại chúng nó. Anh Bằng công nhận không? Chính chúng nó là nguyên tố để Việt Nam nghèo. Mồm chúng nó rêu rao lúc nào cũng muốn Việt Nam phát triển để người dân đỡ khổ. Thế nhưng mà trong khi đó có một cái doanh nghiệp, nó doanh nghiệp VinFast, khi bắt đầu vận dụng tiềm lực kinh tế, vận dụng chất xám của xã hội, có tiềm lực kinh tế để mua những cái công nghệ tốt về để sản xuất ra một cái xe, thì chúng nó bu vào, chúng nó phá hoại. Đấy. Thì chính cái sự nghèo đói của Việt Nam là một phần yếu tố là do cái lũ phản động. Đấy. Thì ta trả lời thằng Giác Lưu biết là tại sao Việt Nam nghèo. Việt Nam nghèo vì cái lũ phản động của chúng mày. Đấy là một yếu tố cơ bản để nó là Việt Nam không phát triển được. Nhưng mà thật sự chúng mày có hiểu lúc nào mày cũng rêu rao tàu. Người Việt Nam giỏi lắm. Anh Bằng biết trước em đã nói rồi. Vâng. Là trong cái vấn đề công nghệ 5G, tại sao Việt Nam đi trước, biết được rằng trước sau Mỹ và Trung Quốc sẽ đấu tranh cốt lõi về công nghệ. Nhưng tại sao hệ thống 5G của Việt Nam phải phát triển cách đây, phải chuẩn bị cách đây hàng, Viettel phải chuẩn bị cách đây hàng 2-3 năm khi bắt đầu có công nghệ 5G. Nhưng tại sao Viettel không mua công nghệ của Huawei mà cũng mua công nghệ của Ericsson? Đấy là cái biết là cái trình độ nách kinh tế của Việt Nam, trình độ quan hệ ngoại giao nó điển hình ở cái chỗ Viettel đấy anh. Thấy không? Công nghệ 5G tại sao không mua của năm vừa Huawei mà công nghệ 5G của Viettel lại mua của Ericsson? Mà bản thân nước Mỹ giờ cũng đang vận động, vì nước Mỹ chưa làm được công nghệ 5G mà vận động các công ty cũng phải mua của Ericsson. Thế nhưng Việt Nam đi trước cả Mỹ, biết rằng là cái công nghệ đó nếu mua của 5G của Huawei rất là rẻ, anh công nhận không? Thế nhưng mà Viettel mình không mua của Huawei mà phải mua của Ericsson. Vì sao? Chúng ta biết trước được tất cả bài toán của Mỹ là như thế nào rồi. Chơi với Mỹ không phải đùa đâu anh. Đấy. Còn cái vấn đề phát biểu của ông Trump vừa rồi ấy mà, thì chúng ta phải hiểu về này, là người thông minh phải biết cái đặc tính của ông Trump. Ông ấy nói cái gì nó cũng chỉ là một cái phủ đầu thôi, để rồi cái mục đích sau của ông như thế nào. Điển hình từ xưa đến nay ông ấy nên làm tổng thống 2 năm rưỡi rồi. Ông phát biểu rất nhiều nhưng ông cũng chưa giải quyết cái gì dứt điểm cả. Điển hình về kinh tế, ông phát biểu ông đánh thằng Mexico chết thôi. Thế nhưng cuối cùng sau 7 ngày ông ấy lại bảo thằng Mexico là ok thôi. Đấy. Cái đấy là một cái người giỏi trong kinh tế. Đấy. Thì ta phải hiểu là cái mỗi một câu nói của ông Trump đề ra nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn thế giới và nước Mỹ. Nó lên hay xuống là do câu nói. Mà Trump bây giờ là người đang điều tiết toàn bộ cái nền kinh tế của thế giới là điều thông qua chứng khoán. Thế nên là Trump biết rằng là mỗi một lời nói của Trump nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Thế nhưng mà lên hay xuống là do Trump quyết định ở cái thị trường chứng khoán. Thế nên là cái lời nói của Trump ấy mà hôm nay nghe đừng nghĩ rằng nó là thật, ngày mai nó là khác ngay. Đấy, với ông Trump nó là thế. Chúng ta phải hiểu cái cốt lõi của ông Trump, cái đặc tính và cái tính cá nhân của ông Trump nó là như thế. Ông ấy, bản thân ông ấy là người xuất phát không tham gia chính trị bao giờ, chỉ làm kinh tế từ xưa đến nay. Đấy, ông ấy vào ông cũng có trả cái nghề mà cũng không nằm trong chính phủ, từ ông thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ để rồi lên làm tổng thống, mà ông xuất thân là một phát từ nhà kinh tế ông nhảy lên làm tổng thống luôn. Thế nên là nói chung là về cái chiến đường kinh tế của ông ấy, nó dựa vào kinh tế và dựa vào những cái lời nói mà cái chiến thuật kinh doanh của những cái người làm ăn kinh doanh thôi, chứ không dựa vào chính trị. Đấy, mà cái đó nói là kinh doanh thì luôn luôn dựa vào thị trường. Thế nên là thị trường ngày hôm nay nó lên thì ông ấy xoay theo lên, mà thị trường ngày mai xuống là ông ấy theo theo xuống, chứ ông ấy không có một cái đường lối chính trị. Bản thân Trump là quản lý chính trị trên nền tảng quản lý kinh tế, mà quản lý kinh tế thì nói chung là nó phụ thuộc vào thị trường lên xuống cũng như chứng khoán, anh Bằng công nhận không? Chứ nó không có, nó không có một cái nhất quán nào cả. Chính trị thì nó phải có nhất quán, nó phải có đường lối 5 năm 10 năm. Nhưng Trump làm kinh tế, làm chính trị là làm kinh tế đấy. Thế nên là đừng nghe nói của Trump, Trump nói nay là A thì mai thì Trump quay đổi thành B luôn. Đấy, chúng ta cũng chả gì sợ gì. Nhưng cái điều cốt lõi là trong cái chiến lược, cái cuộc đấu tranh
Các bạn phải nhớ là trong cái đấu tranh thương mại giữa Mỹ Trung vừa rồi ấy, em thấy điển hình nhất là cái Viettel của mình tại sao không mua công nghệ của Huawei mà lại mua công nghệ của Ericsson. Cái đó là cái các bạn phải nghĩ kỹ, là cái biểu hiện đó là cái biểu hiện đi trước đón đầu của Việt Nam. Đấy, một chi tiết nhỏ đấy thôi là chúng ta phải hiểu là Việt Nam khôn khéo mức độ nào. Đấy. Thế còn lại là ta lại nhắc lại mỗi câu nói nữa anh Bằng ạ. Tất cả những cái gì mà Việt Nam không, tại sao không giàu là do một phần yếu tố là lũ phản động. Chúng mày đấy. Đấy. Khi Việt Nam phát triển, chúng mày rêu rao muốn người dân khổ, đỡ khổ, muốn phát triển thì chúng mày lại nghĩ lại phá. Đấy, người ta mới ra được cái ô tô chúng mày chưa đánh giá, còn chúng mày hiểu nhầm ông Vượng rồi. Ông Vượng sản xuất động cơ 4 thì ấy, nó chỉ là bước đệm thôi. Chúng mày nên nhớ, ông Vượng là người, mục tiêu chính của ông ấy là phát triển công nghệ mới xe điện. Đấy, chứ không phải là ông Vượng đi sâu vào cái vấn đề là sản xuất động cơ 4 thì đâu. Đấy, nhưng để đi vào một lĩnh vực mới thì ông ấy đó phải có cái nguồn lực nuôi. Cái nuôi trước mắt là sản xuất cái động cơ 4 thì. Đấy, động cơ đốt trong cho nó dễ nhất, vì công nghệ đó nó đã tiến triển hàng trăm năm nay trên thế giới rồi. Sau đó dùng cái nền tảng đó là mục đích chính của ông ấy là sản xuất xe điện nhá. Khi nào người Việt Nam ấy mà có đủ tiềm lực kinh tế mà pháp luật cho phép ấy, nghe chưa, thì sau 5 năm nữa đảm bảo chỉ 80-70% sản lượng xe của VinFast là xe điện. Anh cứ an tâm như thế, kể cả là ô tô. Chứ không phải mục tiêu chính của ông Vượng là sản xuất xe động cơ đốt trong đâu, vì nó đã đang lạc hậu rồi. Đấy, thế chúng mày đừng có rêu rao rồi có mỗi một cái VinFast Fadin để hết thằng nọ thằng kia phản động, phản đối đủ các thứ. Trong khi đó nó lại như cái thằng Lê Trung Khoa, anh Bằng là xem chưa? Cái xe rồi. Cái xe Open Cross. Cái xe Open Cross bây giờ nó đang bán ở bên thị trường châu Âu. Open nó đang bán 17.025 €, thì nó lại rêu rao là cái xe chỉ bán có 5.500. Đấy. Mà trong đó trang chủ của Open đang giao bán 17.025 €. Mà chính là cái chúng nó không hiểu, hôm trước em đã nói rồi, tất cả những cái gì người ta đã bỏ tiền ra mua công nghệ, đấy, mua bản người quyền, ta phải mua công nghệ mới nhất, đúng không? Thì mua công nghệ mới nhất, mà cái công ty bán cái bản quyền đó cũng phải có một cái hợp đồng ký hết với người mua, là anh phải đảm bảo cái chất lượng như cái bản quyền chúng đưa ra. Đấy, anh công nhận với em không? Anh làm sai là ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Điều đó là điều chắc chắn nếu thấu hiểu về cái luật bản quyền. Chứ không phải là anh mua tôi bán cho anh rồi anh muốn sản xuất kiểu gì cũng được. Vì tôi mang danh là bản quyền của tôi thì anh phải sản xuất đúng theo bản quyền của tôi. Chứ không phải là anh mua về rồi anh sản xuất bừa đâu. Đấy, nên là thông thái nhất của người tiêu dùng Việt Nam là phải nhớ là tại sao ông Vượng không mua công nghệ của Nhật Bản? Vì sao ông Vượng mua công nghệ của Đức, mua công nghệ thiết kế của Ý, công nghệ của Đức là vì sao? Vì cái nôi sản xuất ra động cơ đốt trong và cái nôi sản xuất ra ô tô là do Đức, là người đầu tiên chế tạo. Ông Ben ông là người đầu tiên đưa ra cái ô tô đầu tiên trên thế giới năm 1865. Thế nên là sao ông Vượng ông đủ tiềm lực kinh tế để ông mua những cái gì tốt nhất? Thế nên là nếu cùng một giá tiền, cùng một chất lượng, người Việt Nam nên ủng hộ cái sản phẩm đó. Và chúng ta cũng không cần phải mua rẻ, mà chúng ta cũng không cần ủng hộ. Người Việt Nam hãy thông thái là phải hiểu là cái công nghệ, cái sản phẩm mình đưa ra mua là nó xuất phát từ đâu. Thế tôi gọi là ngược lại thế mà. Chúng mày cứ hỏi làm sao mà nước Việt Nam nghèo. Chúng mày có biết làm sao Hàn Quốc giàu không? Năm 1960 khi ông Bắc Trung Y ông phát động phong trào, ông có một câu này, người Hàn Quốc dùng hàng Hàn Quốc, cho dù nó xấu xí đến bao nhiêu nữa, người Hàn Quốc vẫn dùng hàng Hàn Quốc. Cả đất nước Hàn Quốc chỉ có dùng hàng Hàn Quốc thôi. Năm 60 công nghệ của Hàn Quốc cực kỳ là cậu, đồ sản xuất ra đâu không phải tốt. Thế nhưng mà người Hàn Quốc người ta tập trung, người ta dùng Hàn Quốc. Có nuôi dưỡng thì mới có thành công. Ê, giờ chưa ra chúng mày đã phá. Đấy, nghèo, nước Việt Nam nghèo nó do chúng mày. Đấy, thôi em chỉ nói vậy thôi, cái lũ này nó là chúng nó động cái gì chúng nó cũng chê. Đấy. Còn xin lỗi chúng mày nhá, cái thành quả, cái kỳ lãnh đạo của nước Mỹ mà nó chỉ có 4 năm thôi. Đấy, cho dù cao nhất nó chỉ là 8 năm thôi. 8 năm. Nó khác với cái chiến dịch lâu dài. Mà cái chiến dịch kế hoạch phát triển kinh tế của cái nước Việt Nam là nó là 5 năm và 10 năm. Nó ổn định, nó có chiến lược kinh doanh, cho dù nó đi chậm nhưng nó đều thống nhất.
Nhưng mà nước Mỹ mỗi mà ông tổng thống lên ông xoay một chiều đấy, thì nó phá bỏ toàn bộ kể cả chính trị lẫn cái đường lối phát triển kinh tế đối ngoại, nó hoàn toàn đi một cách khác. Tại sao chúng mày vậy? Còn nước Mỹ bây giờ từ xưa nay chúng mày giàu này, vì sao nước Mỹ tạo ra một cái nền tiêu dùng quá sức so với cái sức tiêu thụ của mình thông qua cái bảo trợ xã hội và thông qua cái vay tín dụng. Hiện tại chúng mày là nước Mỹ thì chúng mày là biết không, là một cái dùng toàn bộ cái nền kinh tế tiêu thụ vượt trên cái sản xuất làm con tin với các nước đấy, đưa cái nền kinh tế tiêu thụ đó làm con tin với các nước để các nước phải phụ thuộc vào đó. Phụ thuộc vào làm gì, thông qua gì? Em nói anh nói bạn biết này, chơi với Mỹ không phải đơn giản. Người Trung Quốc tại sao xuất siêu sang Mỹ một năm 500 tỷ hàng hóa hiện tại bây giờ, thì ngược lại người Trung Quốc cũng phải đánh đổi là mua bao nhiêu trái phiếu của Mỹ thì bằng đấy hàng hóa mới được vào, không phải đơn giản đâu. Đấy, thằng Nhật Bản cũng thế, 1.000 tỷ trái phiếu thì mày được tương ứng với bao nhiêu hàng hóa mày vào được đất Trung Quốc, à đất Mỹ. Chúng nó đều như thế, nó là cầm cố. Còn để giải quyết bây giờ mà Trung đang cố tình về mặt lý thuyết, em nói thật anh là Trung đang cố tình xóa nợ trái phiếu với tất cả các nước thông qua nền kinh tế. Bây giờ 24.000 tỷ nợ rồi đấy các con ạ. À. Mỗi thằng có 69.000 đô la thôi. Đô la nợ thôi. Vâng. Ở Việt Nam có hơn 30 triệu nợ. Mà chúng nó coi là đã kêu chứ cuốn bảo là Việt Nam coi là Việt nợ. Nam em nói nhé, nếu Việt Nam bây giờ mới có 50 tỷ hàng hóa xuất sang Mỹ ấy, thì làm mới mua trái phiếu của Mỹ có 12 tỷ đô với 13, 4 tỷ đô mà anh. Sang năm lên 70 tỷ đô mà. Việt Nam không mua 20 tỷ đô trái phiếu mà. Rồi anh xem nó sẽ lật lọng, rồi nó sẽ chơi các kiểu hàng hóa vào Mỹ được nè, song song với cái trái phiếu anh nắm vững bao nhiêu. Càng nhiều bao nhiêu thì anh càng mua giấy nộn bấy nhiêu. Anh không mua thêm cái tờ giấy đó, em dám khẳng định một điều, không bao giờ anh vào được. Đấy. Đấy, bây giờ Việt Nam mình ấy, nó còn một cái gọi là cái án treo lơ lửng trên đầu mình đối với Mỹ, tức là Mỹ hiện nay chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Nói bạn. Cái đấy là cái án treo thưởng. Người Mỹ mà em nói, kể cả khi đã trở thành công quái lắm chứ đậu đùa. Vâng, anh cứ đảm bảo như vậy này. 50 tỷ đô tương ứng với 14 tỷ trái phiếu. 100 tỷ đô tương ứng với bao nhiêu tỷ trái phiếu? Chính phủ Mỹ đưa ra mày phải mua bằng này thì mày được nhập hàng hóa vào bằng này. Đấy là cái kiểu làm ăn của người Mỹ. Đấy. Mỹ bây giờ, hiện tại thị trường Mỹ bây giờ nói chung ra đấy là thị trường âm, tức là tiêu nhiều hơn sản xuất. Đấy, đó là thực tế. Anh có nhận với em mà được có không? Đấy. Đúng rồi. Năm nào cũng âm ít nhất là ngân sách nhà nước cũng âm ít nhất là khoảng độ 700-800 tỷ đô la. Đấy. Thị trường Mỹ là thị trường âm. Thế thì giờ cả thế giới đã bị mắc bẫy Mỹ rồi. Nó là con nợ không thể đòi được. Muốn tiếp tục làm ăn với nó thì tiếp tục mất. Em dám khẳng định không bao giờ đòi được. Tất cả các nước không bao giờ đòi được cái tiền trái phiếu đấy đâu. Đấy. Nó sẽ kích thích cho thị trường có cái lãi suất trái phiếu cao. Thế nhưng luôn luôn các anh phải mang nợ. À, luôn luôn phải là chủ nợ của nó. À, đấy. Đấy. Nên là chơi với Mỹ mà được nó một đồng, em dám đảm bảo mất với nó bảy hào. Đấy. Thông qua trái phiếu. Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một tờ giấy nộn thôi anh ạ. Đấy. Anh có cảm giác với không? Lãi suất nó vẫn giả. Nó gần như thằng chơi hụi mà nó là thằng chủ hụi. Đấy. Đấy. Đến kết quả cuối cùng bây giờ dám khẳng định là không bao giờ, không có nước nào lấy được lại nợ Mỹ. Đấy. Trung Quốc hơn 1.000 tỷ, Nhật Bản độ 1.000 tỷ, rồi tổng cộng các nước nghèo như Việt Nam phải khoảng 14-15 tỷ đô. Đấy. Nó là thằng chủ hụi, chơi với Mỹ mà xuất sang nó được đồng, lãi được một đồng thì kiếm được hai hào. Còn nợ lãi này, thằng Dắt Sơn Bùi với những cái thằng bên ngoài phải biết này này, tại sao chúng ta phải chơi với thị trường Trung Quốc? Trong một đất nước mới phát triển, hàng hóa của chúng ta không phải là cái gì cũng đủ vào thị trường Mỹ, không phải cái gì cũng đủ tiêu chuẩn để vào thị trường châu Âu. Thì tại những cái hàng hóa không đủ vào thị trường Mỹ, không đủ vào thị trường thì chúng ta phải đưa vào thị trường nào? Chúng ta phải đưa thị trường người ta có một cái rào cản kỹ thuật nó thấp hơn. Điển hình như anh Bằng vừa nói, em đã comment trước rồi nhưng anh Bằng nói mất rồi. Đấy, ví dụ như mực. Mẹ mực lấy chuyển đổi một tí thôi. Hàng nghìn tấn mực đang ế đấy. Đang ế ở mấy chỗ.
đang ế. Không phải đấy là mỗi riêng miền Trung đâu anh ạ, à. Đấy là người ta chưa thông báo ở tất cả các nơi thôi, chứ không phải là ít đâu anh ạ, à. Còn nhiều cái nữa. Tại sao Trung Quốc là bắt đầu đi vào vấn đề là xuất xứ hàng hóa rồi tiêu chuẩn hàng hóa cao? Đó là cuộc chiến của Trung Quốc đang bóp mình. Đừng có mà phải biết cân đối cái nền kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc như thế nào. Nhìn cái khó khăn trước mắt là cái mực ở nhìn đến mọi người thôi, nhưng cái khó khăn đằng sau đó nó còn nhiều cái nữa. Đừng đùa với thị trường 1 tỷ tư dân. Đấy. Chúng mày phải nên nhớ như thế. Còn nghèo hay không, tao khẳng định là do một phần do chúng mày. Đấy. Người ta muốn phát triển cái gì có, cứ giàu lên một tí, cứ giờ làm được một cái gì đó bán ra nước ngoài là chúng mày mở mồm ra, chúng mày xuyên tạc, chúng mày coi như là coi như là khốn nạn, mất dạy, nói sai sự thật. Còn đến ngày hôm nay VinMart sản xuất điện thoại 5G, anh biết chưa? Đấy. Mua công nghệ của hãng Qualcomm của Mỹ. Đấy. Và mua công nghệ và hợp tác với hãng Fuji của Nhật Bản để sản xuất điện thoại 5G. Đấy. Thế nên là cái điện thoại của VinMart cũng vậy. Phấn đấu đến tháng 4 năm 2020 là VinMart sản xuất điện thoại 5G. Đấy, công nghệ phần mềm của Trung, phần mềm của Mỹ, công nghệ của Nhật. Đấy, ngày hôm nay vừa mới hợp tác xong, ký xong. Thế nên là cái nền tảng cuối cùng mà không phải ông Vượng sản xuất cái ô tô động cơ đốt trong để chúng mày chiến đấu đâu, chúng mày xuyên tạc đâu. Cái mục tiêu chính của ông là sản xuất xe điện nhá. Chúng mày nhầm. Đấy, thế chúng mày cứ muốn phá đi cứ phá. Đừng đùa, đừng dạy cái người tỷ phú làm kinh doanh. Đến chúng ta bây giờ chúng ta còn phải sợ nữa này. Mẹ, chúng mày cứ đi dạy tỷ phú làm kinh doanh, mẹ vô khỉ, tao là sao dạy được anh bằng làm kinh doanh. Anh có nhà 2 triệu đô một xe Camry anh đi tao sợ dạy thế nào được. Ê, chúng mày cứ xuyên tạc, chúng mày dạy người kinh doanh, người chúng mày động lên chúng mày cái ngoi lên một tí rồi. Con nói thật mày, đừng nghĩ chúng mày là cứ bảo thằng Mỹ à, chúng mày. Đúng. Vâng, xin lỗi các anh, xin lỗi anh bằng nhân bảo chúng nó mà. Đừng nghĩ thằng Mỹ nó dọa chúng tao sợ. Mẹ sự bố chúng mày cái làm như là Mỹ là to lắm đấy. Rồi Dung. Vâng. Rồi chào anh, cảm ơn em. Thì hiện nay có một số người xin lên nữa. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi các bạn chào chị. Dung thì hơi bận, mời Dung trước nhé. Ưu tiên cho Dung lên trước các bạn nhé. Chào anh Bằng. Rồi, chào mọi người. Rồi xin chào Dung. Anh kia là phải bắn. Anh kia mà sao bảo là Mỹ không to? Mỹ to nè. Tôi là Mỹ to chứ sao không to? Anh bậy bạ quá à. Mỹ nhiều lợi Mỹ cơ. Okay. Chứ phải là Mỹ mấy thằng ba trời là khác. Chào các anh chị nha. Xin cho mượn cái diễn đàn của anh. Em ngứa miệng quá. Cho mượn diễn đàn của anh chút xíu chuyện được vậy? Rồi ok. Em tính chửi thằng rất xe bùi hả? Cái thằng gì mà Nguyễn Ngọc Lai. Nhà báo chứ. Không vậy? À, nhà báo cái thằng nhà báo ở bên Nguyễn Trung Khoa. Đúng rồi, cái thằng đó em gọi là thằng chó đẻ. Nếu mà bây giờ á nó vu khống người ta đủ điều hết. Mày nghe nói nè, mấy người ở Việt Nam không nói, nhưng mà tao đây ở bên Mỹ, nghe không? Tao là những người công nhân ở bên Mỹ nói lên những cái việc mà mày vu khống nha thằng chó đẻ. Đủ mày ở bên nước ngoài, mày cũng ở một cái nước tân tiến, mày mang tiếng mày làm một cái nhà báo như Lê Trung Khoa, mà mày nói ra những lời mà mày nói ra những lời giống như một thằng trẻ già mà mọc râu, mà mày ăn cơm hay mày ăn cứt, mày nói những chuyện sao lồn không à. Mày nói như người ta, mày nghĩ lại coi cái nghĩa địa, mày nói mày đi cầm cái tờ giấy đi vô trong nghĩa địa, một cái nghĩa địa xe mà nó la nó bảo người ta đi mua những phụ tùng cũ đi về gắn vô những chiếc xe đó. Trong cái nghĩa địa, cái mã cha mày nghĩa địa nào mà có đủ bao nhiêu để ráp bao nhiêu ngàn chiếc xe. Mày nói chuyện ra mà đủ, mày nói chuyện ra một cái con người người ta có ngu đi nữa, người ta nhìn thấy mày người ta nói mày cũng xạo lồn. Rồi cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, mày lên đây mày nói á, là ông Vượng ông cho cái đường dây ám sát mày. Mày là con cặc gì mà phải ám sát mày? Người ta là tỷ phú, người ta đâu có rảnh hán mà được ám sát mày. Còn mày còn nói là đụng mà ngày xưa là có cái có gia đình kia bán đồ lậu à, bị ám sát 7 người. Cái đó là đủ mẹ chuyện buôn bán xì ke ma túy, nó bán đồ lậu thì nó xử nhau là cái chuyện của nó, mà cũng đâu ảnh hưởng gì đất nước Việt Nam.
đâu có ảnh hưởng gì tới ông Vượng. Đi mẹ mày, cái thằng đủ mà sầm lồn lên đây đủ mà, cái thằng cha mày đủ mà mày muốn vu khống cái dân người Việt Nam bây giờ là thời đại 4K này, đâu có ai ngu giống cái mỏ lồn mày. Mày lên đây cái là mày đem là la là người ta, người ta đó là mua bản quyền lại của một cái công ty xe, rồi cái công xưởng của người ta là phải đạt được cái mục đích, đạt được cái công nghệ tối cao nó mới có những cái robot đồ này nọ, cái production line nó cũng phải có robot, từ cái forklift nó cũng là robot nữa. Mà cái mỏ lồn mà vô mà nói người ta là đi mua đồ phế thải về để bán lường gạt dân Việt Nam. Mày nói ở bên cái xe bên nước ngoài chỉ trị giá có 200 triệu. Đúng rồi, 200 triệu nhưng mà nó về tới Việt Nam nó phải đóng thuế này đúng rồi, lên phải là 400 triệu. Đủ mấy mày cho nước nào không đóng thuế, ở Mỹ cũng phải đóng thuế thằng chó đẻ. Bị mẹ mày, mày lên đây mày nói đủ điều mày vu khống cho người ta ca. Cái chuyện tụi bay đéo làm con cặc gì được cho đất nước Việt Nam thì tụi bay cầm cái bỏ lồn tụi bay lại đi. Tụi bay lên đây cái là tụi bay vu khống đủ thứ điều. Một đằng thì đủ mẹ, đây là ông bác Nguyễn Phú Trọng hay là bác Phúc đồ ủng hộ cho ông Vượng tỷ phú để lường gạt dân Việt Nam. Đủ con đỉ mẹ tụi bay, 96 triệu dân Việt Nam đâu có ai ngu đâu mà nghe lời mà đủ gạt chắc tao nghĩ gạt 96 triệu gạt ví dụ được một người hai người, không lẽ gạt hết 96 triệu dân. Tụi bay nói cái gì nó phải có logic chút xíu, tụi bay nói cái gì phải có receipt, có phải có cái hóa đơn, có bằng chứng. Đủ mà cầm mở cái mỏ lồn lên, từ cái thằng cắt nào vậy, từ thằng Đào Minh Quân cũng lo là đi về phục quốc rồi đi về đủ má xây bao nhiêu ngàn căn nhà, không có thằng lồn nào mà nói ra được sự thật cái đó. Đủ má trên răng dưới bình xăng không mà nói chuyện sầm lồn không à. Đủ mẹ mày là con cặc gì bên nước ngoài, mày ở bên Đức ai làm cái, ai thèm mày là cái gì mày la là người ta sẽ bắt cóc mày rồi mày sợ rồi mày sợ mày về đủ má rồi người ta sẽ bắn xử bắn mày. Xử mà làm cái đéo gì tốn viên đạn nữa, vô viên đạn Việt Nam ta đi bắn hết cũng $3, đi xuống từ trường Củ Chi hết $3, cái mạng mày tới $3 không? Bị mẹ mấy thằng lồn nó lên, nó sầm lồn. Còn thằng Châu Vàng nữa nè, bữa hôm hổm mày nói tao á, tao chửi mày, mày sầm lồn, mày vô đây mày sầm lồn, mày muốn đa đảng cái hở cái là chúng tôi muốn đa đảng, tụi mày muốn gì muốn, tụi mày muốn đa đảng thì kệ mẹ tụi mày, đất nước người ta đang thanh bình mà. Rồi mày hỏi tao nói so sánh giữa Việt Nam với Thái Lan, bây giờ Việt Nam bỏ xa Thái Lan. Rồi mày hỏi tao có đi Thái Lan chưa? Tao đi Thái Lan từ cái lúc mà mày chưa qua Mỹ, rồi mày chưa qua nước ngoài nữa thằng chó đẻ. Mày biết tao đủ mẹ mày. Tao đã từng đi bao nhiêu trên nước trên thế giới trên chó đẻ. Đủ mẹ tụi bay làm như là chỉ có tụi bay là đủ má, mày ở bên nước. Mày làm gì? Mày làm gì kỹ sư cơ khí ở đủ má châu Phi á. Đủ mẹ mày ở châu Phi cái xứ đủ mẹ. Cái xứ thằng con nít nó còn qua bển luôn á, nó mở công ty ở bển nữa. Còn thằng con nít sinh năm 97 á mà nó còn mở công ty ở bển, huống chi mày đi qua bên đó làm đủ mẹ công nhân. Đủ mẹ mày châu Phi, cái đất châu Phi mà là con cặc gì. Thì mẹ tụi bay cái họ lồn tụi bay lên đây cái là chê bai Việt Nam mà vu khống. Anh thấy có trên đời này có thằng nào mà có những thằng ấy que sọc lồn, không có thằng nào mà nó nói không? Hả? Tụi bay đụng tao đâu phải là khố đất áo ôm như tụi bay nè, tao làm nè, công trình tao nè đó, công trình tao nè. Đi mẹ tụi bay mỏ lồn tụi bay lên đây cái là chê Việt Nam, mỏ lồn tụi bay lên đây là đụ má cái gì cũng vậy, Việt Nam đang phát triển cái gì cũng vậy là dèm pha chê. Đi mẹ mấy thằng là sọc lồn tụi bay, đéo nói là đéo được. Tụi bay cứ nói là là những người Việt Nam đồ này nọ là muốn đa đảng, đéo ai muốn đa đảng đâu mấy cho đẻ. Nếu ai muốn đa đảng thế đó, dân người ta đang yên lặng, ok, dân người ta đang yên bình, người ta đang sống hạnh phúc, nhà nào cũng xây đủ cái nhà mới hết đó, có xe hơi, có xe rim, có xe đủ thứ hết đó, đủ đéo ai đối giống như những thằng đủ má bên này tụi bay tối ngày cũng phải đi viết bài tầm bậy tầm bạ rồi đủ mới để kiếm câu view câu like đâu mấy cho đẻ. Thôi em lên em chỉ chửi thằng nhà báo ở bên Đức vậy thôi, em bực mình thằng chó đẻ đó, em chỉ nói vậy có vài lời thôi. Em cảm ơn anh Bằng nha. Ok rồi, cảm ơn anh Dung đấy. Đấy bây giờ những cái giờ ngày làm việc của Dung đấy rồi, em mời anh rồi, mời Trà Lý. Em mời Trà Lý, sau đó anh Phú Nguyễn còn đây, em mời tiếp anh Phú Nguyễn nhé.
Alo. Rồi, xin mời, xin chào bạn. Alo. Rồi rồi, nghe rõ. Không nghe ạ. Nghe rõ. Mình nghe rõ mà. Rồi, bạn nghe cứ... rồi anh ơi. Rồi, rồi bạn, bạn cứ dạ. Nói đi. Dạ. Dạ, chào các anh chị ạ. Thì thỉnh thoảng xem diễn đàn của các anh, diễn đàn của mấy fan cầu vàng. Em có thấy là cái vấn đề Trung Quốc như đầu diễn đàn của anh á, có 2-3 người cũng chia sẻ đó, là bên kia, cái đám bên kia là nó tận dụng triệt để cái sự thù hằn dân tộc. Đó, và trong cái diễn đàn của nó là 80-90% là nó có nó gắn vào vấn đề Việt Nam Trung Quốc. Quốc rồi. Đúng rồi, nhưng mà nó xuyên tạc nhiều quá, nó rất xuyên tạc. Dạ. Dạ. Thì cái lý do nó xuyên nó đưa vô là thế nào? Tại vì Việt Nam mình cũng cùng một đảng với Trung Quốc. Đó là cái thứ nhất. Với thứ hai là trong trong chiến tranh thì Việt Nam cũng nhờ khối xã hội chủ nghĩa, trong đó có Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên. Đó, kể cả Hungary giúp đỡ khối cộng hòa xã hội chủ nghĩa đấy. Thế đến bây giờ cái vấn đề Trung Quốc thì người Việt Nam mình trong quá khứ cũng rất nhiều người nói thẳng ra là cả hai bên đó, bọn tôi cũng sống làm việc với người Trung Quốc, người gốc Hoa thì thực sự cũng không gây gì nhau, cũng tương tự như người Trung Quốc với người Đài Loan hoặc là người Trung Quốc với người Hồng Kông, mặc dù dân của Đài Loan với Hồng Kông là cũng xuất xứ là trực tiếp là của dân Trung Quốc đi ra nha, chứ không phải là 4.000 năm như ở Việt Nam. Đấy, thì em cứ chia sẻ ngắn gọn thế này về kiến thức của em hiểu về Trung Quốc. Thì trong này có ai, nhất là những ai mà người gốc Hoa đấy, chia sẻ thì nó sẽ hay hơn, nó thực tế hơn. Thì người Trung Quốc đã sang Việt Nam là từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. Đó, tính ra trên trang Wikipedia đấy, là từ thế kỷ thứ 10, thứ 11 là người Trung Quốc đã sang Việt Nam. Đấy, đầu tiên là cái khu vực phía Bắc đấy, những cái phía Cao Bằng, Lạng Sơn. Bây giờ này, đây là mình xin lỗi công chúng như này, nói về cái những người Trung Quốc sang từ thời kỳ trước hoặc thời kỳ Mãn Thanh thì không nói. Nhưng mà chúng nó cứ nói là hiện nay người Trung Quốc, người Trung Quốc mới ấy, người ta tràn ngập lãnh thổ Việt Nam rồi. Đó, đấy, đó là vấn đề. Thì em đang, em đang nói và em muốn nói từ đầu chút cho nên hơi lòng vòng. Cái thứ hai là cái đợt mà người Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất là cái thời kỳ năm 1768, là cái thời kỳ mà bên Trung Quốc có cái nội chiến là kháng Thanh phục Minh, và do ông Mạc Cửu dẫn ra nô tỳ tùng sang đấy. Và xin chú Nguyễn nhá, ở đây em nói rõ với mọi người là cái hội người Trung Quốc này sang là phải xin chú Nguyễn ở miền Nam để được định cư đấy. Và đông nhất là nằm ở cái khu vực là Cù Lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai bây giờ. Và thứ hai là Sài Gòn Chợ Lớn. Và thứ ba là xuống miền Tây. Đấy, là xuống cái khu vực mà Hà Tiên bây giờ đấy. Bây giờ có anh chị nào mà đi du lịch Hà Tiên là vẫn thấy cái tượng ông Mạc Mạc Cửu đấy. Đấy, thì ở đây là mình phải xác nhận rõ là những người Trung Quốc này là sang và xin vua Nguyễn, chúa Nguyễn của Việt Nam để định cư nha, chứ không phải đánh chiếm nha. Đấy là cái thứ nhất. Mà bây giờ đến bây giờ là mà, người xin lỗi ở Việt Nam xin lỗi bạn. Bây giờ này tao nói với thằng không biết thằng hay là con Hải Ly ấy, bây giờ cho nên là tao nói cho chúng mày này, chúng mày không bao giờ khá được. Chúng mày sang bên kia, chúng mày bảo sống ở đất nước văn minh, đất nước coi như là như thế này hay khác, mà chúng mày như xúc phạm những cái người gọi là đã mất rồi, nghe chưa? Ví dụ như ở đây bản thân, ví dụ ông Diệm, ông Thiệu đã gây ra tội ác biết bao nhiêu cho nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Nhưng nói chung khi các ông mất rồi thì chúng ta nói chung là cũng không nói động gì nữa. Mà chúng mày cái kiểu mà xúc phạm đến lãnh tụ của một dân tộc Việt Nam thì mà chúng mày lúc nào kêu gọi nhân dân Việt Nam đứng lên thế này khác thì chúng mày nói chung là chúng mày là đồ rẻ rách thôi. Ngay chưa? Lúc mày tâm sự mày một câu thôi, không chấp mấy cái thằng mà dùng nick ảo nó tốn thời gian này. Thì bây giờ em xin nói tiếp chặn, là người đi. Rồi, okay. Và người Trung Quốc là một trong là, bây giờ là ở Việt Nam gọi là nhất là nhiều nhất là khu vực phía Nam, từ khu vực Quảng Nam
ở rõ ràng nhất là cái khu vực bây giờ là phố cổ Hội An ấy, là vẫn còn nhiều di tích dấu tích của người Trung Quốc lúc... mình gọi là người Hoa, đến phía Nam người ta gọi là dân tộc Hoa, được chưa? Cho nên là người Trung Quốc thứ hai nữa là dân Trung Quốc là nó gần 1.4 tỷ và nó đã di cư từ khắp nơi trên thế giới trước khi nó đến Việt Nam đấy, và người ta tính ra đó cả thế giới là có khoảng 7 tỷ, đúng không? Thì chỉ cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người Trung Quốc đấy. Và trong các cái phố tàu ở San Francisco này, New York này, ở Mỹ này, Vancouver, Canada, như ở đâu thì nói chung là tôi nói với bạn này, bây giờ nói ví dụ Việt Nam mình rồi mình gần Trung Quốc như 1 tỷ lệ người số, tức là người mình gọi là dân tộc Hoa ở Việt Nam cỡ khoảng 5%, Thái Lan là 10%, Singapore là 70% là người Hoa đấy. Đúng rồi, gốc Hoa chứ đâu. Ông Lý Hồng Long và cha ông là Lý Công Diệu đấy, là người gốc Hoa chứ người đâu. Và thủ bên, tướng ta xỉn tất tất cả thứ người Hoa. Không, Hồng Kông thuộc Trung Quốc thì mình cũng nói, mình chỉ nói về Thái Lan và Singapore thôi. Của người Thái, người gốc Philippines, người đa số là gốc Hoa. Và ở Việt Nam mình là trước năm 75 đó, thì đến bây giờ là nó mới cân bằng. Tức là những người Hoa bây giờ là người ta thuộc về người Việt Nam rồi, người ta cũng nhiều người người ta nói tiếng Việt, cái kinh ngôn ngữ của người ta ghê gớm lắm, người ta cũng rất tự tôn dân tộc đấy. Nhưng mà bọn tôi cũng làm việc với người Hoa rất nhiều, bình thường người gốc Hoa đấy ở trong Sài Gòn, bọn tôi học và làm việc với họ bình thường thôi, có gì đâu đấy. Nói chung là cho nên là cái hôm nay em chia sẻ, tôi nói với Lê Đức Thuận này, ở đây á, diễn đàn của tôi thứ nhất là ví dụ anh em ở trong nước, những anh em gọi yêu nước không được cãi chửi nhau, không nói chuyện tư nhân trong nước. Thứ hai, ai xúc phạm đến lãnh tụ và Hồ Chủ tịch là lốc. Đấy là nguyên tắc của diễn đàn tôi, Lê Đức Thuận nhé. Chứ còn ở đây các bạn ấy thoải mái, chửi tôi thoải mái, nhưng các bạn phạm vào 2 điều tôi lốc. Rồi. Các đấy, công ty tập đoàn bây giờ ấy, mà đang làm ở Việt Nam là tất nhiên là cũng đóng thuế cho nhà nước, đúng không ạ? Thì mình có thể điểm danh ví dụ như các tập đoàn nổi tiếng, ví dụ như là BTS là một này, Bút Bi Thiên Long này, Hàng Đại Tín đó, rất nhiều công ty đó mà người ta đang làm việc, người ta đóng thuế cho Việt Nam và người ta cũng có cái mạng của bạn làm sao có chập chờn vấn đề người Trung Quốc hơi chập chờn chút xíu Quốc đây, mà rất nhiều người đó, kể cả người trẻ có ăn có học, nhưng mà nhiều bạn là vẫn không có lập trí nói chuyện là ôn hòa trung lập nha. Chứ tôi không có cái văn hóa chữ thề, đấy, tôi không có cái thói quen chữ thề, đấy, cho nên là nhiều người mà có mấy ông mà có ăn có học á, mấy ông biết dùng internet á, thì mấy ông cái bóng ma bóng quỷ nó bao trùm lên Việt Nam, là cái đó là chỉ có trẻ con nó mới sợ thôi, chứ còn thực sự không ai sợ. Và thứ hai nữa là cái nhà bao nhiêu năm nay chả lý rồi. cái mạng của bạn không ổn định, nghe tiếng được tiếng mất, có nhiều cam đó không được, nhiều comment nó nhảy vô kiểu như sao ấy, có nhiều cái bình luận nó thông báo quá cho nên là nghe nó hơi giật giật. Đúng rồi, nghe rất giật đấy, không được. Rồi, cảm ơn bạn nhá. Thì nếu mà ấy, lần sau bạn lên, hôm nay bạn nói chung là nghe nó bọc bọc lắm quá. Sao nghe rõ không? Đấy, không được. Rồi, cảm ơn trả lý nhá. Lần sau đi, hôm nay mạng của bạn không. Rồi xin mời Lợi Minh. Anh Phú còn đây không anh Phú ơi? Đang thêm Lợi Minh. Rồi ok. Rồi, hello, xin chào bạn, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn. Hồi nãy nghe cái anh gì chia sẻ về vấn đề kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam.
Dũng Trần dạ, cũng như chị Nga đã chia sẻ và nó rất là hay. Nói về vấn đề kinh tế thì các bạn biết Mỹ nó là con dao hai lưỡi mà. Chẳng như anh này đã nói mình chơi phải cẩn thận. Đấy, thì nãy ảnh có nói vấn đề mà Việt Nam mình phát triển cái công nghệ 5G và bắt đầu mình đang phát triển cái điện thoại 5G đó chứ bà các bạn. Thì sáng hôm nay mình cũng có xem trên báo của Mỹ nó lên trang hàng đầu. Các anh chị các bạn mà theo dõi đọc báo của Mỹ ở Yahoo nó lên trang hàng đầu. Nó nói là tập đoàn Vingroup họ mua cái công nghệ đó, họ sẽ sản xuất cái điện thoại 5G. Đây là một cái sự đột phá và những cái bước tiến trong cái sự phát triển của đất nước rất là tuyệt vời anh chị em các bạn. Nó không phải giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp đầu đất ở hải ngoại toàn là bố láo không à, tụi nó nói chuyện trên trời dưới đất nhưng hải ngố thì cũng vậy thôi, nó chẳng ra hồn dí thì chứ. Các bạn thấy cái sự thật cộng đồng quốc tế họ đã đánh giá về cái tiềm năng kinh tế của Việt Nam mà. Thì nãy anh hồi nãy nói về vấn đề ông Trump, ông này ông bốc đồng lắm. Ông rất là bốc đồng, ông nói ông không phải là một cái người chính trị gia, ông là một cái người thương gia. Cho nên tôi thích cái cách mà làm kinh tế của ông hơn. Ngay cả người hàng Mỹ nó đã ngao ngán với những cái đời tổng thống trước về vấn đề chính trị xảo trá và bịp bợm. Nó lừa nhau rồi nó vì nhóm lợi ích với nhau thôi. Nếu các bạn nói là chính trị ở Mỹ nó vì dân thì thực sự nó không phải như vậy. Nó vì cái nhóm lợi ích của nó thôi. Dân đói thì nó chỉ ở bẻ miếng bánh rồi tao cho mày ăn rồi mày câm cái mồm rồi thôi. Nhưng mà các bạn thấy ở Việt Nam mình lại khác. Với sự lãnh đạo của đảng, không phải cái này tôi ca. Dân trung lưu, dân lao động phổ thông được thừa hưởng rất là nhiều. Còn các bạn biết những cái người dân trung lưu và dân lao động phổ thông bên Mỹ nó đánh bạc mạng. Nó đánh những người này bạc mạng. Đấy. Thấy người ta mà đói chút thì nó bẻ miếng bánh, nó lấy của cái thằng mà lao động ra, của cái thằng mà làm được ra đồng thế là cho người đó ăn thôi. Chứ không phải giống như cái đất nước của mình, cái sự lãnh đạo của đảng. Các bạn thấy đảng Cộng sản Việt Nam đi ra ngoài tìm đối tác kinh doanh và làm ăn. Nhiều khi các bạn nói ôi tôi đóng thế tôi nuôi đảng, tôi nói thật với bạn, các bạn đừng buồn, tôi nói chưa bao giờ dân mình mà nuôi đảng hết. Nhà nước Việt Nam mình đi tìm cái nguồn kinh tế để đảng đem cái lợi nhuận về nuôi đất nước và nuôi dân thì đúng hơn. Mà các bạn thấy Mỹ không có, nó đi tìm cái nguồn kinh tế để đặng cho cái nhóm lợi ích của nó, cái nhóm tư bản của nó về và nó bắt dân phải làm, anh đóng thế anh mới có ăn. Anh ra anh mua cái kẹo, cái ổ bánh mì, điếu thuốc, chai bia, ly rượu, anh phải đóng thuế. Anh ra anh đo mọi quán bar, anh ngồi anh uống ly rượu, anh cũng phải đóng cái tiền thuế đó. Các bạn thấy không? Nó khác, cái xứ tư bản nó khác với cái đất nước của mình. Cái đất nước của mình, nhà nước Việt Nam các bạn thấy từ cái đèn đường, từ hạ tầng cơ sở, những người dân trung lưu được thừa hưởng. Những cái bất động sản ở tại Việt Nam tôi nói anh chị các bạn hiện nay cũng vậy nữa. Người dân được thừa hưởng mà nhà nước không đụng vào, nhà nước lại khuyến khích tạo cơ hội. Ngay cả tôi nói về những cái vấn đề mà tình thương, những cái hội đoàn mà người ta làm từ thiện ở Việt Nam, vấn đề mà ngôi nhà tình thương đồ cũng vậy, các bạn thấy không, họ sang sẻ với nhau, họ đùm bọc với nhau và cuộc sống. Mặc dù mình nói vấn đề giàu nghèo, tôi nói giàu thì bao nhiêu mới gọi là đủ, chưa chắc anh qua Mỹ anh làm một tháng 3.000-5.000 anh là giàu, chưa chắc, nhưng là anh sống có thể thoải mái. Nhưng tôi nói chuyện các bạn, một người bán vé số Việt Nam, người ta sống rất là vô tư và thoải mái. Một ngày họ đi rào, họ kiếm vài trăm ngàn, họ sống, họ có thể giúp gia đình gửi về quê, xây nhà, xây cửa. Các bạn thấy không? Nhiều khi mình so sánh vấn đề giàu nghèo, anh đi xe hơi, ở bên Mỹ anh nói là anh giàu, chưa chắc cả nha. Tôi nói chuyện các bạn chưa chắc cả nha. Mà anh thấy cái người đi xe hơi Việt Nam thì nó lại khác nha. Nó lại khác à, tại vì nó là một cái tài sản. Còn ở Việt Nam bên Mỹ nó là một cái phương tiện, hay nước ngoài nó là phương tiện. Nhưng cái tâm lý của cái người mà chống cộng cực đoan á, họ ra hải ngoại được, họ ngồi lên chiếc xe hơi thì họ nói tao giàu hơn mày. Cái đó là một cái sự đánh cháo khái niệm, sự bịp bợm trong vấn đề khái niệm. Tôi nói chị các bạn, ở xứ tư bản cài như châu bò, không cài là chết. Tôi nói chị các bạn, nhiều khi anh chị các bạn thấy tôi live stream nhà cửa thế này nọ, cuộc sống thế này nọ, để anh chị các bạn thấy rằng những cái thứ đó
tôi phải trả nó, tôi phải đóng thuế. Nếu mà tôi không đóng thuế, đóng bảo hiểm thì nó sẽ thuộc về ai? Có thể nó còn sẽ tồn tại cho tôi không? Nhưng mà ở Việt Nam, cái người Việt Nam người ta có cái nhà, người ta ở, người ta đóng thuế rất là thấp. Tôi nói chị mà không cần phải mua bảo hiểm nhà. Ở Mỹ mà anh không có bảo hiểm nhà, anh ngồi đó anh luôn cầm cập. Tôi nói anh nha, anh trả ốp cái nhà, anh không thiếu nợ. Anh mà không có cái bảo hiểm nhà đó là anh luôn cầm cập. Lỡ có chuyện gì là anh mất trắng tay. Mất trắng tay. Thành ra cái đất Mỹ hay cái đất mà những cái người chống cộng cực đoan họ đang sống, nó hỡi ơi cái đường đời mà họ không dám nói lên cái sự thật đó. Anh Lệ Vinh, có một bạn Dũng Trần có hỏi này. Anh Lệ Vinh cho hỏi tại sao quyền lực của Tổng thống Mỹ có thực quyền không thông qua sự đòi hỏi đóng thuế nhiều hơn của một số tỷ phú Mỹ? Tức ý bạn hỏi là Tổng thống Mỹ tức là có phải là tức là làm, chứ mình gọi là làm quyền thay cho một số nhà tư bản và nhà tài phiệt hay không? Nó đúng ra thì ông Tổng thống Mỹ ông làm dưới tay mấy người đó, tại vì mấy người đó điều khiển ông. Tại vì những người mà tài phiệt đó nó bỏ tiền ra để đặng mà nó cho ông Tổng thống nó lên nắm quyền. Các bạn nên nhớ như vậy. Nó bỏ tiền ra, bởi vì anh chị em các bạn nhìn những cái cuộc mà tranh cử của nó toàn là những cái tay tài phiệt, những cái công ty lớn nó bỏ tiền ra. Mà thành ra nó phải điều khiển, cho nên khi ông Trump đó ông lên rồi đó, ông không làm theo những cái ý của những cái tụi tài phiệt trong cái nhóm lợi ích đó. Cho nên nó đánh ổng, nó không đồng hành với ổng, ngay cả trong đảng phái nó đánh nhau với ổng. Ổng là một cái người lên làm việc á, tuy rằng những cái nhóm tài phiệt của ổng rất là lớn, rất là mạnh, nhưng mà những cũng trong cái đảng của ổng, nhóm tài phiệt đối lập của ổng đó, nó đánh lại ổng, cũng trong đảng đó nó đánh lại ổng. Tôi nói chẳng hạn như gia đình ổng Bush là một điển hình, cũng là một cái đảng nhưng mà nó không thích ổng, như ổng McCain cũng vậy, nó chống ổng. Tại vì ông này ổng lên, ổng đánh lại những cái quyền lợi của ông McCain mặc dù là trong đảng. Còn ông bảo vệ những cái người mà trong đảng của ông, trong cái đảng của ông, nhưng mà nhóm quyền lợi của ông thì ông làm dưới những chỉ thị những người này. Các bạn nhìn thấy toàn là những tay tài phiệt không, nhưng là những cái đám con của ông, con ruột của ông, con rể của ông toàn là tài phiệt thứ dữ không đó. Cái hàng con rể của ông là nó là do nó là người Do Thái mà. Các bạn biết ông vừa lên là nó đi một vòng quanh ở Trung Đông để đặng mà nó gọi là nó campaign, nó vận động cho cái tài phiệt ở bên đó để đặng mà ủng hộ, bỏ tiền bỏ ủng hộ ba vợ nó đó. Các bạn biết nó qua bên Saudi là nó ký những cái hợp đồng quân sự rất là lớn, xong rồi về cái ông đuổi việc nó, ông khôn, ông đuổi việc nó liền để đặng mấy tụi kia nó không điều tra, nó bươi móc không được, nói thằng đó tao đuổi việc nó rồi, nó làm không được việc tao đuổi. Cho nên nó Tổng thống bên này nó làm gì cái nhóm tài phiệt hơn là do dân. Mà nhiều khi mình nhìn ở ngoài nó bị dân dữ lắm. Các bạn nhìn thấy ô nó xuống nó la làng la cửa, nó kêu đi bầu đi. Nhưng mà thật sự cái lá phiếu của nó là do tài phiệt. Tôi chứng minh một điều đó nữa, các bạn nhìn lại trong cái lịch sử của Mỹ, như thời ông Kennedy cũng vậy. Ông làm cho nhóm tài phiệt, mà khi cái thời đó nó chưa có, Mỹ nó chưa có cái chính sách gọi là toàn cầu hóa như bây giờ. Cái thời đó nó đụng cái là nó ám sát. Cho nên ông John F. Kennedy đó, ông không làm theo cái nhóm tài phiệt, và ông có những cái vấn đề mà tiết lộ bí mật của nhóm tài phiệt đó, nó ám sát không, bắn không liền. Đi ngược lại một nửa là các bạn thấy ngay cả ông John Lincoln, Abraham Lincoln, ông John Lincoln đó, ông Tổng thống John Lincoln, ông đấu tranh vấn đề mà ông đánh lại cái nhóm tài phiệt mà nó đòi giữ cái nô lệ, nhưng mà ông thấy là không được, cho nên cái nhóm tài phiệt đó nó chốc lại ổng thì nó ám sát ổng thôi. Bây thời buổi bây giờ thì nó vấn đề toàn cầu quá, và nó chính sách thằng Mỹ nó mở rộng hơn, cho nên nó giảm đi vấn đề ám sát nhiều hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa hở ra là nó ám sát nó, cho nên chính trị mà thì nói chung thì thằng Mỹ nó là con dao hai lưỡi, chơi với nó là cái cẩn thận. Hiện nay thì thằng Mỹ nó nợ Việt Nam mình 20 tỷ anh chị em các bạn. Cái đó là cái tiền công phiếu nó bắt mình phải mua. Cho nên ông các bạn biết ông Trump và cái trái phiếu các bạn thấy nó bắt mình phải mua trái phiếu đó để bảo đảm cái kinh tế thương mại hai chiều. Nó cáo lắm, nó là con cáo vàng. Thành ra mình làm nó, mình biết khôn, mình chơi thì mình xây dựng đất nước của mình làm ăn kinh tế với nó, mình nó ổn định hơn, chỉ có vậy thôi. Còn thằng Trung Quốc nó là sân sau của mình mà,
thì mình nói thằng là thằng bự nữa, thì mình cứ chơi với nó thôi. Còn thời buổi bây giờ cứ đem cái Trung Quốc ra mà mình kỳ thị thì cái tôi thấy những người Việt mà có cái đầu óc như vậy á, thì nó rất là yếu kém, không bao giờ phát triển nổi. Thời buổi bây giờ toàn cầu quá, người Việt của mình ở khắp khắp quá địa cầu được rồi, người Trung Quốc họ cũng ở khắp cả địa cầu được rồi, ngay cả cái vùng châu Âu cũng vậy, đủ thứ người ta ở hết trơn rồi, rồi ngay cả nước Mỹ bây giờ nó là một cái hợp hiệp Trung Quốc mà đủ thứ dân hết, người ta gọi là người Mỹ nhưng mà có người nào là Mỹ gốc đâu, người Mỹ gốc chỉ có người da đỏ, nó gọi là Native American, là người da đỏ thôi, còn tất cả những cái giống dân khác là dân khác, Việt Nam là ôi thôi đủ thứ quốc gia trong đó. Ngay cả tôi nếu mà nói bây giờ mình kỳ thị người Trung Quốc, tôi nói mình đi ngược lịch sử, Trung Quốc gần phân nửa nước Trung Quốc ngày xưa cũng là của Đại Việt, của Đại Việt, mà ngay hiện nay trong ở Trung Quốc cũng còn một cái làng của người Việt Nam của mình vẫn giữ những cái truyền thống văn hóa cổ truyền của người Việt của mình. Tại sao mình không phấn đấu, mình không vươn lên, mình không nhìn thấy những cái hay đó mà cứ ngồi đó cứ tẩy chay Trung Quốc. Mình phải sử dụng cái mặt bằng của thằng Trung Quốc để mình làm ăn, cũng giống như các bạn ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, các bạn làm ăn khi các bạn có được cái mặt bằng mặt tiền rồi, các bạn phải suy nghĩ cách làm ăn, rồi cứ ngồi đó ô tôi sợ ông Bằng, tôi sợ ông Lợi Minh, thấy không được cái này nọ, cái ngồi đó cứ nhìn, mình phải cầu tiến mình mới phấn đấu. Các bạn có thấy cái người tôi nói lên trên mạng này rồi, mình càng nhìn thấy về quê hương, mình thương những người lãnh đạo của Việt Nam, người ta rất là giỏi, người ta nhiều thứ, người ta ngồi, người ta phải chiều chuộng những người dân, ngay cả những người mà nông dân, những người bằng của nông, người ta vẫn ngồi chiều chuộng, ôm bồng dỗ về khi có những cái chuyện gì. Tôi nói kiểu giống như người mẹ mà dỗ về đứa con vậy. Tôi thấy cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản rất là hay, rất là tuyệt vời, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Nhiều khi các bạn nghĩ trước mắt nhưng mà các bạn không có nghĩ xa. Chỉ có cái đám chống cộng đầu đất này nó ngu, nó nghĩ là bây giờ nó lên mạng nó phải tuyên truyền là xuyên tạc là ai cũng tin nó. Bây giờ từ từ người dân Việt Nam dân trí người ta càng lúc càng cao. Các bạn thấy người Việt bây giờ người ta đã phát triển được công nghệ xe, công nghệ điện thoại, những cái công nghệ cao rồi, những cái khoa học kỹ thuật cao rồi. Đấy, người ta đã càng lúc càng nhìn xa và hiểu rộng, người ta đi khắp thế giới rồi. Mà cái đám đầu đất chống cộng cực đoan này nó vẫn đi tụt hậu và nó đi lùi. Các bạn thấy những cái chia sẻ của nó không? Đấy, ngay cả nó đem, nó phê phán, nó xuyên tạc về vấn đề về tập đoàn VinFast cũng vậy. Anh Bằng thấy không? Nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại những cái sự phát triển của nhân loại ngày hôm nay. Mà trong khi đó tụi nó đang sống ở những cái quốc gia phát triển, một cái quốc gia văn minh, một cái quốc gia có nền khoa học kỹ thuật cao đang đi lên, tụi nó đi hụt lùi, đáng tiếc. Mà trong khi đó nó làm đủ mọi cách mọi kiểu để đặng nó cản trở cái sự phát triển của đất nước, tụi nó là những cái viên gạch cản đường, làm cản trở cái sự phát triển của đất nước. Cho nên anh em chúng ta là những người lên trên mạng này cùng chung nhau tiếng nói để đẩy lùi tụi nó, để đẩy tụi nó, để bạch mặt tụi nó. Rất là vui và hãnh diện khi Lợi Minh, rất là phải nói là rất là vui. Có những người như lại Dũng hồi nãy, hay là chị Nga, hay là một số nhiều người như là anh Bình Phương đồ, rất là nhiều người hiểu biết về kinh tế, mình chia sẻ rộng mở ra, mình hiểu biết về chính trị, mình chia sẻ ra để nhân rộng lên, để đánh lùi lại người những cái thành phần khốn nạn kia. Vâng, những con số để mà mình, để cho những người dân mình hoặc là những Việt kiều ở bên kia, người ta chưa hiểu về đất nước Việt Nam, thì người ta sẽ nhìn ra đất nước Việt Nam có một con đường hướng phát triển như thế nào. Ví dụ tôi nói là vận nước mình đang lên. Ví dụ là trong vòng mấy tháng vừa rồi mình nghe cái tin rất là mừng rỡ là Việt Nam sang năm 2020, tức là mình sẽ làm chủ tịch cái ASEAN. Và nói chung Việt Nam đã tham gia cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và vừa rồi coi như Việt Nam đã ký kết với lại châu Âu về cái hiệp định mậu dịch tự do APTA và hiệp định bảo vệ đầu tư, tức là IPA. Và vừa rồi tức là hiện nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang họp cái hội nghị G20, tức là Việt Nam là một nước duy nhất ngoài G20 nhá, thì được mời, được Nhật Bản mời. Thì nói chung ngay trong ngày hôm nay, tức là Việt Nam đã ký mua 3,5 tỷ cái khí hóa lỏng của Mỹ, đúng không? Thấy ông Trung như thế thì Việt Nam mua luôn, đâu có gì đâu. Thì tức là cái vận nước của mình nó đang lên và đất nước mình đang rất phát triển. Cơ hội có cả cho tất cả các bạn, cho nên các bạn trẻ, các bạn ấy trau dồi những cái kiến thức của mình để mà ví dụ cùng, để mà dùng cái kiến thức của mình cùng đất nước
coi như là phát triển. Vâng, thưa mời Lê Quỳnh. Dạ, rất là tuyệt vời anh Bằng. Dạ, cái sự phát triển của đất nước, tôi định tìm lại những cái trang mạng của Mỹ để anh báo của Mỹ để anh chim các bạn thấy sự phát triển của đất nước Việt Nam. Ngay cả Việt Nam mình hiện nay trên cái thương trường quốc tế mình có trong cả cái thị trường chứng khoán của Mỹ, chứ không phải là không như anh chị các bạn, chứ không phải giống như cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại nó tiên truyền đâu. Mình hiện nay phải nói là với người cộng sản Việt Nam hiện nay phải nói là làm kinh tế phải nói là rất là giỏi, cực kỳ giỏi. Mình đối nội và đối ngoại dưới cái niềm tin chiến lược rất là hay. Tôi nhìn về quê hương tôi nói chỉ có người cộng sản Việt Nam mình mới làm được những việc như vậy thôi, đem lại cái lợi ích cho dân rất là nhiều. Đi ra làm kinh tế, những cái nguồn kinh phí hiện nay trong nước, tôi nói với các bạn, người cộng sản Việt Nam hiện nay đi làm kinh tế mang về không, là mình mang về cho đất nước không? Chứ dân mình chưa nuôi nổi một cái bộ máy chính trị đâu. Tôi nói mà anh chị các bạn tiền thế mà anh chị các bạn đổ xăng mà mua đổ vào đó không đủ để gắn cái cục đèn nữa. Tôi nói thiệt á, thành ra nhiều khi mình cẩn thận, đừng có để cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó lên trên này nó xuyên tạc. Ừ, có anh Sang Kham lên, anh Bằng mời anh Sang Kham lại, mình chưa có gì sẽ tiếp sao? Vâng, em cảm ơn anh. Dạ. Anh Sang Kham ok anh. Rồi, em mời anh Sang Kham. Rồi sau đó anh Sang Kham thì tôi sẽ mời, nhưng mà anh Sang Kham không lên được tôi sẽ mời Dũng Võ. Đâu có gì đâu, ở diễn đàn của tôi là diễn đàn mở mà mình trao đổi với nhau rất rất lịch sự, không có vấn đề gì cả. Rồi anh Sơn không được rồi. Rồi xin mời. Võ nha. Gì phải dám hay không dám? Này mời Dũng Võ. Rồi đang mời Dũng Võ. Rồi xin chào. Chào. Đúng ra thì tôi cũng không có muốn lên làm gì, nhưng mà tôi nghe các không được rồi không. Bây giờ này tôi nói với bạn này, không có vấn đề gì cả. Bạn nói bạn yêu đất nước Việt Nam không? Yêu Tổ quốc Việt Nam không? Đúng không? Như thế là bạn với tôi cùng một cái tư tưởng. Còn cái chuyện bạn có yêu Đảng Cộng sản hay không, đó là cái tư tưởng của bạn. Rồi, cho bây giờ bạn có gì bạn nói. Anh câu hỏi của anh là nói là sao? Tức là bạn với tôi đều yêu đất nước Việt Nam này, công nhận không? Bạn có yêu không? Yêu đất nước Việt Nam này, đúng không? Thì mình nói chuyện được với nhau, còn đúng. Cái chuyện bạn yêu Đảng Cộng sản hay không, đó là tư tưởng của bạn, chúng tôi không ép buộc. Đúng. Thì đây anh, tôi với anh đều là người Việt Nam, nhưng mà tôi là rồi, người Việt okay. Nam tôi là người Việt Nam không yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chuyện của bạn hoàn toàn khác với anh, với tài Lợi Minh này. Cái em bé Lợi Minh, tôi xin lỗi là phải nói là em bé Lợi Minh nói những cái điều đó là hoàn toàn trái ngược. Để tôi dẫn chứng cho anh coi. Ok. Rồi. Lợi Minh đã nói là ở đất nước Mỹ này là những người tài phiệt, những cái phe tài phiệt để control, là có như là điều khiển cái chính Mỹ. Vậy là tôi là tài phiệt à? Gia đình tôi là tài phiệt à? Tôi là người ủng hộ, không. Tôi là người bầu cử. Cho nên là Dũng Võ không hiểu gì cả. Anh Lợi Minh nói những nhà tư bản và những nhà tài phiệt là những nhà coi như là nó rất giàu có, những cái kiểu Việt Nam Nam, cái kiểu Việt Nam cũng rất giàu có ở bên Mỹ. Rồi. Chứ còn cỡ Dũng Võ là không phải là tài phiệt. Rồi. Để tôi phản biện lại cho anh nghe. Lợi Minh nói những cái nhóm tài phiệt á là control chính phủ. Vậy là ngày xưa cái tổng thống Kennedy rồi bị ám sát là không có nghe cái nhóm tài phiệt nói, phải có sách mách, phải có chứng. Ở bên này á là cái nói là cái nhóm tài phiệt nào mà ở cái chính quyền Mỹ á, nó đâu có để yên cho khi người tổng thống của đó bị ám sát, nó không bao giờ để yên. Nó phải tìm ra đủ mọi cách lý do gì, tại sao giết tổng thống, tại sao ám sát tổng thống, nói cái nhóm tài phiệt nào để giết tổng thống, phải đưa ra bằng chứng. Rồi
Rồi ngày xưa là nói là vào ông tổng thống đời thứ 16 là ông Abraham Lincoln bị cũng bị nhóm tài phiệt giết. Ông đó là ông nói là ông không có học lịch sử bởi vì ông không biết. Học lịch sử là tại sao ông Abraham Lincoln bị giết? Phải học lại lịch sử đi, không biết thì lên Google mà học. Ngày xưa để tôi nói sơ sơ thôi, ngày xưa miền Nam với miền Bắc ở Mỹ này là có cuộc nội chiến 1861 tới 1865. 84 là vì sao? Vì tổng thống Abraham Lincoln ông tôi nói với bạn giải phóng nô lệ, còn miền Nam á họ rồi. Không có chịu thì rồi, cái chuyện đấy bây giờ là trên bề mặt là như thế, trên bề mặt là như thế, nhưng bây giờ tôi nói ví dụ như là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đi, tổng thống Ngô Thị Diệm ai là người giết, trên ví dụ như báo chí hoặc tất cả cái chính quyền đưa ra thì đó là ông bị ám sát, mấy ông tức là cái ông chú đá gì đấy ám sát, nhưng thực ra đó là bị giết, đúng không? Thì là cái chuyện mà báo chí ví dụ ông tổng thống Kennedy là nói là người này người kia giết, mà thực tế ra là đó là những nhà tài phiệt, ý anh Đại Bình nói thế nhá. Rồi thôi cái chuyện đó giờ tôi bỏ qua, rồi tôi bỏ qua đi, thôi cái còn rồi, bây còn giờ nói lại bên nói ở bên này giờ nói cái câu gì, mấy đứa người ở Việt Nam đi bán vé số là có cuộc sống là sung túc rồi gửi tiền về nhà xây cửa, nói thì phải chỉ ra người nào bán vé số đi lên Sài Gòn bán vé số đi lên rồi bán vé số mà bây giờ này xây nhà xây cửa có nói nói thôi. Bây giờ này tôi đưa bằng chứng. Bây giờ Dũng Võ vào xem cái like của Thái Ngọc Nhiên cỡ khoảng năm ngoái, cỡ khoảng tháng 7. Thái Hồng Nhiên đã phỏng vấn một cái ông bán vé số ở trước cửa nhà tôi. Đấy, mà cái ông mà đeo lá cờ ấy, ông mới xây một cái nhà trị giá có, tức là ông xây nhà nhá, cái tiền ông xây nhà bỏ, tức là bỏ ra cỡ khoảng gần 100 triệu. Tức người bán vé số là những người không phải là quá nghèo đâu, tôi nói bỏ thế. Ngày đã kiếm được 4-5 triệu. Nhưng mà tôi nói với anh bằng Nguyễn vậy nè, phải rồi. Nhìn nhận sự thật là đất nước Việt Nam á, do cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bao nhiêu năm nay á, chỉ có bây giờ mới thấy là toàn là dân Việt Nam từ già tới trẻ đi bán vé số, trẻ em đi học không được chăm sóc, không có được miễn phí, còn những nước mà người ta không có ủng hộ Đảng, không có ủng hộ về cái lãnh đạo gì đó, không có tôn sùng lãnh đạo gì đó. Tôi nói bạn đây. Có được có rồi. Nhà, có cửa, rồi xong. Bây giờ đây. Tí là người ta, tí là người ta mua nhà thì ở đâu cũng vậy. Bây giờ đây hoặc là mua xe thì phải trả thì nhưng người ta có đủ cái khả năng để người ta trả, còn ở Việt Nam mình có cái cơ hội để đi bây giờ mua xe không có, tôi nói với bạn tôi bình tĩnh ở nhà mướn làm một tháng rồi tôi sẽ chứng minh cho bạn một cái như này nhá, bình tĩnh tôi chứng minh không cho bạn không có nghĩa là một người ở nhà, một người bán vé số xây được cái nhà là toàn cái cuộc sống đó của mọi người bán vé số đều xây nhà hết, anh phải nên nhớ cái điều đó. Rồi, nói xong chưa? Anh phải nên nhớ là mỗi rạch rồi là một người đi bán vé số nuôi mua một cứ cho là một rồi. Người bán vé số là xây được cái nhà đi, nhưng mà không có nghĩa là toàn những người đó đi bán vé số là mua được cái nhà, xây được cái nhà, anh hiểu không? Rồi, bây giờ này. Thôi, đấy xong bây giờ mình cái phản biện với bạn ấy như này. Bạn bảo là tức là giàu có với lại miễn giảm học phí không được, không đi học không phải tốn tiền nọ kia. Bây giờ tôi nói bạn nhé. Cái thời tôi học từ lớp 1 cho đến đại học không phải đóng một hào phí nào. Thì có phải nên đất nước Việt Nam lúc đấy có giàu hơn đất nước Việt Nam bây giờ không? Tôi hỏi bạn, đời tôi học từ lớp 1 cho đến hết lớp 10, ngày xưa lớp 10. Và sau đó tôi học đại học không phải mất một hào học phí nào, mà trong đó học đại học nhà nước còn nuôi toàn bộ và có học phí. Cái vấn đề không phải giàu với nghèo mà có cái đó. Tôi nói bạn thế thôi. Đấy. Còn cái chuyện là bây giờ này, nhưng Việt Nam... không phải, tôi nói bạn ấy, hiện nay Việt Nam là một nước đang phát triển, chứ không so sánh với cuộc sống ấy ở bên Mỹ thì tôi không so sánh. Đấy chưa? Nhưng mà nói chung cái tốc độ của những người, ví dụ như trường của tôi chẳng hạn, thì nói chung là tôi nói đơn giản, ví dụ rất nhiều người hiện nay sống ở Mỹ còn kém tôi. Tôi nói bạn như thế, đơn giản. Nhưng mà tất nhiên là Việt Nam sẽ coi như càng ngày càng phát triển thì những người dân nghèo Việt Nam thì người ta càng bớt đi rất nhiều. Ví dụ như hiện nay cái tỷ lệ dân nghèo Việt Nam nhá, nó chỉ cỡ nó khoảng 4.25% thôi. Đấy, tôi nói đó là một cái thành tựu rất là lớn. Anh nói xong chưa? Rồi, ok. Rồi tôi nói được rồi ha. Ừ. Ok. Anh
anh không biết anh là cái gia đình anh nên là có như thế nào mà anh nói vậy là tôi hoàn toàn không đồng ý. Anh nói là anh đi học, cái bản thân của anh á, anh đi học từ học tiểu học cho tới trung học đại học không tốn đồng nào, đó là cái gia đình anh như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi tôi nói với không nhưng mà tôi không phải học là tôi các bạn chưa nói tôi này 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 Dũng Võ, Dũng Võ, ngày xưa tôi sống ở ngoài, tôi sống ở ngoài Bắc, tôi sinh năm 1963 thì là năm 7 tuổi tôi đã bắt đầu đi học thì không phải đóng học phí, mà tôi học đại học là không đóng học phí luôn mà được nhà nước nuôi ạ. Đấy, những người tôi nói ở đây rất nhiều người ấy xuống, mà rất nhiều người ở ngoài Bắc hiện nay đang sống ở bên Mỹ thì người này sẽ chửi tôi. Tôi đồng ý với anh là chính bản thân anh, tôi đã nói là tôi đồng ý với anh là chính bản thân anh và gia đình anh có đảng viên hay gì đó là anh được sự ưu đãi của cái đảng cộng sản này. Tất cả toàn dân như nhau. Bạn không hiểu, bạn hãy tìm hiểu đi. Nhưng mà anh nói vậy là sai, anh nói vậy là sai, anh nói không có đúng sự thật. Anh bằng anh mở cái diễn đàn này á. Rồi. Tôi nói cho bạn nhá. Nếu là cái người miền Việt Nam là muốn cái tiếng nói của những người trái kiều để họ góp ý để xây dựng là anh bây giờ rồi anh Thế Linh Hoàng này. Bây giờ nhá, bạn hãy về, bạn hãy tìm hiểu cái thời học của tôi ở ngoài Bắc rất là nghèo. Nhưng mà nhà nước vẫn bạn bè của tôi đi học ngày xưa và bây giờ cũng vậy. Thôi rồi Dũng Võ xuống đi, tôi sẽ mời người lên thì sẽ nói. Bạn hãy tìm hiểu xong anh rồi bạn hãy nói. Sẽ... sai rồi, okay. Được rồi, bạn hãy tìm hiểu về tìm hiểu. Diễn đàn của anh mà anh cứ mà diễn đàn của anh mà anh xả cái tiếng nói của phản đối những người phản biệt mà có cái chuyện là... ngày xưa mà đóng tiền thì cũng chẳng gì có gì sai cả. Nhưng mà ở đây tôi nói là không đóng học phí. Đại học tôi không tốn tiền. Đóng tiền là cái đúng không? Người mà ví dụ ở bên Mỹ hoặc ở mấy nước tự do cho đấy là rồi có anh Sơn Cam đây. Rồi. Chỗ của tôi mời bạn. Rồi, em mời Sơn Kham đây này. Đó, xem là mình nói là có sai không. Học đại học còn được nuôi còn phiếu hạng E. Bây giờ lại còn được 8 đồng học bổng. Đó kia, đó. Em xin mời chào Sơn Kham. Chào anh Bằng với lại chào anh em trên diễn đàn. Thật ra mà nói thì là cái anh khách mời vừa rồi anh ấy nói thì mình cũng không nên đả phá anh ấy nhiều. Chỉ có điều anh ấy không hiểu hết. Mà bây giờ em lấy ví dụ như thế thì nó cũng không chuẩn. Bây giờ tôi nói như thế này. Cái vấn đề cơ bản mà anh hiểu coi như là Việt Nam từ năm 1986 trở về trước thì là coi như là chưa đổi mới. Đấy, chưa là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà hồi đó là thời kỳ bao cấp. Thì cái ví dụ của anh Bằng đưa ra nó cũng chưa chuẩn xác bằng bây giờ. Bây giờ thì tôi nói hai thì có ai người ta mua sổ số không? Mà sổ số là do ai phát ra? Sổ số là do các cái cơ quan sổ số nhà nước phát chứ không phải là tư nhân. Thế thì khi người ta phát hành sổ số là sổ số của chúng tôi là sổ số xây dựng kiến thiết đất nước. Anh nên nhớ một điều là coi như là tôi phải nói thẳng một cái sự thật ra là các cái công ty sổ số ấy là người ta mở ra, người ta quay sổ số để các người mua vé để vào trúng thưởng ấy, thì tôi phải nói thật với các anh là cái cơ cấu của giải thưởng nó làm cho công ty sổ số phải có lãi nhá, chứ không phải là nó bán sổ số để mà coi như là các anh mua xong rồi nó bỏ tiền ra nó cho các anh đâu. Đấy, cái bản chất của cái sổ số kiến thiết của Việt Nam nó là như thế, là do các cái công ty gọi là có thể gọi là công ty nhà nước đi người ta quản lý, chứ không phải một tư nhân nào phát hành được sổ số. Và đã phát hành sổ số là nó có lãi, mà cái lãi của sổ số ấy là để xây dựng đất nước, để góp vào cái công quỹ là vào ngân sách của nhà nước để tất cả các con em, tất cả người dân đều được sử dụng cái phúc lợi ấy. Đấy là cái mục đích của sổ số. Thế thì sổ số nó phát triển là vì người dân người ta có tiền người ta mua. Mà người ta có tiền người ta mua thì mới có người đi bán sổ số. Còn cái chuyện mà có người có nhà, có người không có nhà, đấy là một chuyện khác. Đấy là một chuyện khác. Có thể có những người là vẫn còn nghèo, nhưng có thể là có những cái người người ta xây được nhà. Cái đấy là thực tế. Nó là thực tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh nói là kinh tế Việt Nam
chưa bằng kinh tế Mỹ. Đúng, thu nhập bình quân của chúng tôi chỉ có 2.500 đô la, tức là chỉ có 250 đô la, hơn 200 đô la trong một tháng, tức là bình quân khoảng độ 6-7 triệu. Đấy là cho tất cả mọi người. Tôi nói với các anh nghe, nếu như mà các anh tính như thế thì nó không được ở cái chỗ này này. Cái xã hội chủ nghĩa của tôi, cái đảng cộng sản của tôi là nhân dân làm chủ, không có phân biệt giàu nghèo, không có phân biệt đẳng cấp, có các cái thế lực tài phiệt như là ở bên nước ngoài. Không có cái thế lực tài phiệt. Nên là anh nói, nếu như anh nói người nghèo ở Việt Nam thì người nghèo ở Mỹ cũng thế. Thậm chí người nghèo ở Mỹ vô gia cư còn nhiều hơn Việt Nam. Ở Việt Nam nếu như không có một trường hợp nào là vô gia cư cả, đấy là người ta cố tình người ta ra vô gia cư. Còn nếu như người ta khó khăn lắm thì các tổ chức chính quyền, các tổ chức phúc lợi xã hội, người ta xây nhà tình nghĩa cho. Thậm chí nếu mà không có nhà ở thì người ta cho vào những cái trại dưỡng lão, cho vào những cái khu và coi như là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người ta nuôi nấng. Nó nuôi nấng. Cái đấy nó khác, cái ưu việt của chúng tôi nó khác với lại cái ưu việt của tư bản. Là gì? Tư bản người nào giàu cứ việc giàu, còn người nào nghèo cứ việc nghèo. Nó khác mà khác, bản chất vấn đề nó là ở chỗ đấy. Cái là cái thứ nhất. Cái hai, đi học. Tôi nói với anh nghe là nếu đi học Việt Nam không phát triển như bây giờ, thì anh biết bây giờ Việt Nam, sinh viên Việt Nam đi học tập ở nước ngoài là nó có bao nhiêu không? Mà chúng tôi đi học ấy, thậm chí có những cái gương sáng, người ta đi học bằng học bổng của tất cả các trường đại học trên thế giới, người ta tài trợ cho cơ. Có những em học sinh rất nghèo, nhà nó chỉ ở tạm thôi, nhưng mà nó thi giỏi, mà nó làm được những cái bài luận mà các cái trường đại học nổi tiếng thế giới chấp nhận cho nó với cái trị giá là coi như 7-8 tỷ đồng tiền Việt Nam cho một cái khóa học của nó. Cái đấy có chứ, các anh nhìn thấy không? Có những cái gương sáng ở Việt Nam, anh nhìn thấy có những cái em bé mà bố mẹ nó ở nhà tạm, mẹ nó là bố nó đi xe ôm, mẹ nó đi quét rác, đi lao công, nhưng mà nó thi được học bổng toàn phần của một trường danh giá của nổi tiếng của Mỹ, thậm chí nó thi được cả 5 trường đều đỗ cơ. Nó chọn trường nào là do nó. Cái đấy nó khác. Còn về cái chuyện đi học, tôi nói với các anh nghe nhé, chính thức là bây giờ từ lớp 1 đến lớp 9 gọi là phổ thông cơ sở là miễn học phí. Ở Việt Nam là bây giờ là miễn học phí. Còn khi lên trung học thì cũng như ở bên nước Mỹ các anh thôi, lúc ý là nó 16 tuổi rồi, đúng không nào? Thì cái đấy là cái nó phải theo cơ chế thị trường. Anh thích học ở trường nào, anh thích hướng nghiệp cho người ta nào. Tôi xin thưa với các anh là từ năm 1986 trở lại đây, 30 năm đất nước của từng chúng tôi đổi mới nào, mà thậm chí với các anh còn có những cái thông tin bảo chỉ cần 10 năm nữa thì bây giờ chúng tôi có thể bằng Thái Lan được rồi, mà có thể 10 năm nữa chúng tôi bằng được Singapore. Đấy, nhiều cái số liệu thống kê, rồi là những cái nhận định của các cái quỹ tiền tệ quốc tế, rồi là các cái tổ chức kinh tế thế giới, người ta nhận định như thế. Đấy là người ta khách quan, người ta nhận định. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, anh nói về cái chuyện là coi như là đi bán sổ số. Tôi chỉ nói với anh nghe một cái điều này là tại làm sao bây giờ đầu tư nước ngoài vào đây nhiều. Anh nhìn thấy coi như tất cả các nước người ta đầu tư vào để làm sao, để chúng tôi muốn biết là những cái người người ta sẽ có cơ hội có việc làm. Thế thôi, kể cả như Mỹ bây giờ với Tổng thống Donald Trump bây giờ nói là coi như là kêu gọi tất cả các cái nhà đầu tư ở nước ngoài, các cái hãng sản xuất lớn nên đầu tư vào Việt Nam. Tại vì Việt Nam có những cái ưu thế như thế nào, nọ kia cái thứ. Còn cái trách nhiệm của chúng tôi phải làm như thế nào, phải thay đổi một cái chính sách đầu tư như thế nào cho nó phù hợp với lại quốc tế, phải thay đổi những cái điều khoản bất hợp lý trong luật doanh nghiệp như thế nào cho nó phù hợp với công ước quốc tế, nó phù hợp với lại xu thế phát triển người ta. Chúng tôi vẫn đang làm bình thường cơ mà. Tất nhiên chúng tôi khẳng định là chúng tôi chưa bằng các anh, chưa giàu bằng nước Mỹ, nhưng ở chúng tôi là chúng tôi nghèo đều. Và chúng tôi nói là chúng tôi có thể dùng một cái câu ngạn ngữ rất đơn giản thôi, chúng tôi thà xấu đều còn hơn tốt lỏi nhá. Anh không lấy ví dụ một cái ông tốt lỏi để mà anh nói về cái tiến bộ của nước Mỹ. Tất nhiên nước Mỹ có nhiều cái tiến bộ. Nước Mỹ thì coi như là nó là lờ hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, nó là tinh hoa của tất cả cái thế giới. Chúng tôi vẫn bao giờ cũng học tập. Chính vì chúng tôi học tập nên chúng tôi mới lại
mới bắt tay với nước Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với nước Mỹ để cho tất cả mọi cái chuyện mà đất nước của chúng tôi đi lên. Chứ còn bây giờ anh nhìn nhận theo kiểu đấy thì cũng được, nhưng mà nếu như mà anh bảo là chúng tôi còn có những cái khuyết khiếm như thế thì theo ý kiến của anh nên góp ý với chúng tôi như thế nào, thì anh phải góp ý theo ý kiến xây dựng. Chứ anh chỉ chê bai xong rồi anh bảo vứt bỏ Đảng Cộng sản không được. Không được. Làm được cuộc cách mạng dân tộc, làm cho dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, hạnh phúc này là Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm. Mà chúng tôi không phải là đảng viên, chúng tôi vẫn theo cái chuyện đấy. Đấy là nguyên tắc. Anh đừng, và anh nên nhớ một điều, kể từ Obama đến bây giờ Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nói một cái điều là này, chúng tôi tôn trọng cái độc lập chủ quyền của các anh. Thể chế chính trị. Thể chế chính trị của anh với tôi có thể khác nhau. Tuy thể chế chính trị của anh và tôi khác nhau, nhưng tôi vẫn tôn trọng cái thể chế chính trị ấy. Anh đừng nói về cái chuyện là đây là coi như là những người lãnh đạo có trách nhiệm của đất nước Mỹ của các anh nói nhá, chứ không phải là người dân Mỹ nói. Anh cứ soi vào cái chuyện đấy. Còn cái chuyện ông ấy sang đây với các anh về Việt Nam như ông Donald Trump cũng về đi, thì mọi chuyện nó khác đi rất nhiều. Chứ có anh ngồi bên đây anh nói như thế, anh cứ việc chê. Tôi, nếu mà anh, tôi giải thích cho anh hiểu. Còn cái chuyện chê khen quyền của anh, tôi không nói một gì cả. Tôi không nói gì cái chuyện đấy. Nhưng mà nếu như anh muốn chê thì anh phải chê cho nó đúng. Đấy. Mà anh muốn góp, anh yêu cái nước Việt Nam này, anh muốn cho Việt Nam này phát triển, thì anh phải có những cái góp ý có tính chất xây dựng. Đấy là dứt điểm. Chứ còn bây anh muốn nói như thế này nào, anh bảo là chúng tôi bây giờ bỏ hết tất cả những công ăn việc làm để đi đánh phá Đảng Cộng sản à? Nhìn thấy ông nào là Đảng Cộng sản thì đánh à, diệt à, hay là như thế nào? Ý anh muốn làm sao? Tôi chỉ nói, tôi phản biện lại cái ý kiến của anh thế thôi, để cho mọi người người ta lên. Dạ em cảm ơn anh Sơn Khang. Rồi Luli đâu? Ok đi, anh mời đi. Rồi, đang mời Luli đi. Nguyễn Trường Kim Chi. Hello. Rồi, chào anh Bàn. Rồi, chào tất cả mọi người. Dạo này xuống giá quá, vào xin đề suốt từ tối đến giờ bao lần không được. Không, vì là khách mời đang nói chuyện thì... Nhưng mà hôm nay mạng yếu thế, nó cứ giật đùng đùng suốt ấy. Rồi thì em chỉ lên em trả lời cho cái ông Dũng Võ với ông Jake Sơn Bùi mấy cái câu như này thôi. Thì bây giờ như này, bỏ nói chuyện ở Việt Nam người đi bán vé số, nó bảo ai toàn người đi bán vé số, thì hỏi ngược lại thì toàn người đi bán vé số thì ai mua vé số? Ở Việt Nam người nghèo nó còn có cái câu, có cái cơ hội bán vé số. Chứ còn chúng mày ở bên Mỹ nghèo không có cơ hội đi bán vé số thì mày tính sao? Mày hỏi sao? Bởi vì ở Mỹ nó cũng có vé số, nhưng vé số nó bán ở trong các cửa hàng tiện ích. Người dân không có cầm vé số đi bán được. Chứ nghèo không có cơ hội phát triển đấy, thì mày có tính gì không? Còn ở Việt Nam ấy, nghèo người ta cũng có cơ hội. Đấy mới gọi là xã hội chủ nghĩa. Còn chúng mày ở ngoài ấy, vô gia cư nghèo đấy, lại kiếm việc gì làm? Hay là cứ ăn cái tiền gọi là trợ cấp vớ vẩn? Đấy, nó khó thế nó không hỏi. Còn nói có cơ hội đi ô tô không à? Thì ngược lại, bao giờ chúng mày có bao giờ tự hỏi để kiếm được cái công việc có vài ba cái nghìn bạc mà nó bắt phải đầu tư hẳn một cái ô tô không? Chúng mày không có ô tô, đố chúng mày sống được ở Mỹ đấy. Đấy, có nghĩa là gì? Nó chỉ tính cái đầu ra thôi, nó chỉ tính là thu nhập của nó một tháng là 5.000 hay 3.000, 4.000. Nhưng nó không bao giờ nó tính cái thu cái tiền nó đầu tư ra từ cái việc mua cái ô tô, từ cái việc đổ xăng ô tô, từ cái việc nghiến răng kẹt kẹt trả tiền bảo hiểm ô tô, rồi thuế đường. Đấy, cứ từ hỏi đi. Mày nói người dân Việt Nam toàn đi bán vé số, người nghèo toàn bán vé số, ok tao đồng ý. Nhưng người nghèo có tiền, có khả năng, có cái cơ hội đi bán vé số. Còn người ở Mỹ nghèo đi đâu à? Hay là nghèo chui vào tù? Còn chúng mày muốn lãnh đạo đúng không? Tao hỏi mày, nếu như chúng mày lúc nào ông chê trách nè, ở Việt Nam mày tại sao lãnh đảng lãnh đạo thế này thế kia, tao hỏi mày, ngoài Đảng Cộng sản ra mày chỉ cho tao một cái đảng phái, một cái phe nhóm, một cái cá nhân nào có khả năng hơn đi xem nào. Chúng mày chỉ đi biết người khác xấu, nhưng không bao giờ chúng mày cho người khác biết là người khác như thế nào. Mày chưa biết là mày giỏi hay không, nhưng mà mày chỉ chê người ta xấu, tao cũng chưa bân chưa. Đấy, cái khổ nó khổ chỗ đó.
cái vấn đề tôi nói với Dũng Võ như okay, này như là một đất nước Việt Nam đang ổn định, đang phát triển thì làm sao mình phải như bầu cử nọ kia. Hiện nay bầu cử ở Việt Nam là bầu cử tự do chứ không phải đặt đổ một cái gì hết đấy. Bây giờ chế độ chính trị Việt Nam đang ổn định, người dân Việt Nam đang sống trong một đất nước yên bình và phát triển thì không bao giờ vứt bỏ quả nó đi để mà lấy một cái khác, lấy một cái khác. Ok, nhưng mà đất nước có như mạng, thế này không? Mạng hôm nay rất là yếu, em nói bị vọng. Không, thế em xuống nhá. Rồi ok. Nhưng mà có nghĩa là rồi. Thôi có khi là xin tạm biệt các bạn đi. Cái chương trình của mình cũng còn nhiều mà, đúng không? Thì sẽ tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc rất vui vẻ. Vâng, xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào tối thứ hai tuần tới. Vâng, sáng mai tôi đi sớm có việc.